chương 1431, cay trọc. Long Công Công quay người. Hắn thở dài một tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nga Công Công lộ ra vẻ mỏi mệt, hiển nhiên chuyện không đơn giản. Ngay cả Nga Công Công cũng cảm thấy áp lực. Lúc trước bất kể phát sinh bao nhiêu phong ba, đều khó có thể ảnh hưởng tới cây điện hải thần châm của kính cung này. Chẳng lẽ Nga Công Công cũng đang lo lắng sao? Rốt cuộc là ai có thể ảnh hưởng đến thánh thượng? Tam tướng, thánh nhân thư viện, lão thủ tọa của đại Phật tự. Không, chỉ cần kính cung còn, không ai có thể ảnh hưởng tới thánh thượng. Long công công giật này mình, chẳng lẽ là bản thân thánh thượng? Thánh nhân Lâm Vô Nhai nói trong nói ngoài đều cho là như vậy, mà Na công công thì bác bỏ hắn. Lâm Vô Nhai chưa chắc đã là nghĩ ngợi lung tung. Nhưng thánh thượng vẫn hoang nửa giống như trước kia, hắn cũng không cần phải làm như vậy. Sau lưng Long công công đã ứa mồ hôi, hắn không dám nghĩ nữa. Hắn vẫn không rõ, nhưng rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm, phải nói cho sáu con trai ngươi đang ở trong cung, bảo bọn họ cẩn thận đề phòng phải nghĩ cách không cho tiểu áo hồi cung tiểu áo tuyệt đối không thể hồi cung tiểu thái dám đi trước dẫn đường rất nhanh đã đưa lâm vô nhai tới ven u minh hồ nổi danh trong cung nước hồ xanh biếc có từng đàn cá nhỏ màu vàng đang bơi lội đây là tụ linh ngư có thể tụ tập thiên địa linh khí vì vậy trong u minh hồ linh khí ra sao bất kể là sinh hoạt hay là tu luyện ở đây đều là một chuyện rất thoải mái ven hồ dựng một tiểu đình trên bàn đá của tiểu đình đã bày sẵn rượu và thức ăn có thanh phẩm sò tươi, có dị phẩm gấu trắng, có mỏng nướng, có trái cây hạc thông, có mang tươi. Mọi thứ bình thường, nhưng đầy đủ mà tinh xào. Lão sư, đại ngụy thiên tử cười cười từ trong tiểu đình ra đón. Thảo dân bái kiến thánh thượng, lâm vô nhai vẻ mặt đứng đắn hành lễ. Hắn thân là thánh nhân thư viện, nhưng trên người không có chức quan, tự xưng thảo dân đương nhiên không sai. Nhưng hắn là thầy của thiên tử, là đế sư. Sưng hô như vậy lộ ra rất xa cách nụ cười trên mặt đại ngụy thiên tử không tắt nói lão sư mời ngồi ta thành thượng lâm vô nhai lại chắp tay rồi ngồi xuống cùng đại ngụy thiên tử thiệt công công đứng trong đình vội vàng rót rượu cho thiên tử và lâm vô nhai thảo dân từng nghe nói nếu vô duyên vô cơ có người mời dự tiệc vậy rất có thể là rượu không phải rượu ngon tiệc không phải tiệc hay lâm vô nhai nhìn thiệt công công rót rượu xong mới buồn bã nói trong đỉnh yên tĩnh đại ngụy thiên tử cười ha ha nói còn có cách nói này à? lâm vô nhai cũng cười theo. có điều thiên tử mời rượu, cho dù là rượu độc, thảo dân cũng vui vẻ uống. lâm vô nhai nói xong nâng chén uống cạn. chỉ là hắn vừa uống ngụm rượu, mặt da bỗng nhiên đỏ lên rồi sau đó lại từ xanh tới trắng, sau đó một ngụm máu đen từ khẽ răng phun ra, toàn bộ đều dài xuống thức ăn trên bàn đá. hắn ông bụng, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn đại ngụy thiên tử. thành thượng, ngươi hạ độc trong rượu. sắc mặt đại ngụy thiên tử bình tĩnh, chán thịt công công đã túa mồ hôi lạnh rượu này là hắn đã tự mình kiểm nghiệm với bản sự của thánh nhân cũng trúng độc bất kể có phải thánh thượng động tay động chân hay không thanh thượng khẳng định sẽ không tha cho hắn lâm vô nhai hồ lên thế lương quân muốn thần chết thần không thể không chết việc gì phải sử dụng thủ đoạn tiểu nhân này trên mặt đại ngụy thiên tử lộ ra vẻ bất đắc sĩ nói lão sư đừng mùa nữa ngươi muốn mắng tiểu nhân thì cứ trực tiếp mắng là được rồi việc gì phải vòng vo như vậy lâm vô nhai nhanh chóng dùng tay giáo lau máu đen trên lau miệng hắn cầm đũa hấp một hạt thông bỏ vào trong miệng vừa ăn vừa cười nói thánh thượng đừng vu tội người ta thảo dân không gánh được tội danh nhục mạ thánh thượng đâu lúc này thiệt công công mới có phản ứng trong rượu làm gì có độc toàn là lâm vô nhai đang độc diễn thiệt công công tức đến toàn thân run rẩy vừa rồi như thiếu chút nữa thì hù chết hắn nhưng lâm vô nhai chính là người thánh thượng kính trọng ngay cả thánh thượng bị mắng cũng có thể nhịn thiệt công công là một câu cũng không dám nói đại ngụy thiên tử vẫy vẫy tay nói lão thiệt đầu các ngươi đều lui xuống đi. Vâng, thần thượng. kịch công công không dám nhiều lời, dạ một tiếng, dẫn theo một đám người hầu hạ rời khỏi nơi này. Thịt công công không lo lắng lâm vô nhai sẽ ra hại thánh thượng, bởi vì ở trong kính cung, chưa ai có thể giết được thánh thượng. Không biết thánh thượng tìm thảo dân có chuyện gì. Lâm vô nhai buông đỗ trong tay. Hỏi. Lão sư, ngươi việc gì phải trái một câu thảo dân phải một câu thảo dân để làm nhục ta? Đại ngụy thiên tử cười khổ nói. Bất kể phát sinh chuyện gì ngươi đều là lão sư ta kính trọng nhất. Chương 1432, thầy chó hai. Lâm Vô Nhai vỗ vỗ tay, cười khẩy nói: "Chẳng trách có người nói trong hoàng cung này có bốn loại người, nam nhân, nữ nhân, hoàng đế, thái giám, làm hoàng đế, quả nhiên có tiến bộ, nếu là trước kia, những lời trái lương tâm như vậy ngươi không thể nói được." Đại Ngụy Thiên Tử cầm lấy chén rượu uống một ngụm rồi nói: "Chứ nào ta nói cũng đều là từ phế phủ, nếu lão sư ta cũng đành chịu lâm vô nhai tự rót một chén rượu ta thật sự không tin bởi vì tên ngu sần ta bị ngươi lừa nhiều rồi trước kia khi ngươi còn là hoàng tử những gì đã hứa với ta đều không thực hiện ngươi bảo ta làm sao mà tin ngươi được đại ngụy thiên tử trầm mạc nói ta đáp ứng lão sư sẽ làm một hoàng đế tốt đại ngụy tứ hải thanh bình cái này là không làm được sao về phần ta bình thường ở trong cung làm gì lão sư việc gì phải để ý việc gì phải nghĩ nhiều lâm vô nhai liếc đại ngụy thiên tử một cái nói ngươi có phải hoàng đế tốt hay không? Vẫn chưa tới lúc kết luận, nhưng chuyện ngươi hứa với ta thật sự đều làm được sao? Ta không rõ lão sư muốn nói gì. Đại ngụy thiên tử cúi đầu, nhìn rượu trong chén. Ngươi chắc hiểu, chỉ là đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Lâm vô nhai lạnh lùng nói. Ngươi từng đáp ứng ta. Nói cho ta biết bí mật của kính cung. Nhưng sau khi ngươi làm hoàng đế, lại cố ý tránh ta, hiển nhiên là không muốn nói cho ta biết. Có điều vậy cũng không sao nếu ngươi không muốn nói bí mật của kính cung vậy ta có thể đổi một vấn đề khác không trên mặt đại ngụy thiên tử lộ ra vẻ vui mừng lão sư cứ nói vì sao ngươi lại thành như vậy hùng tâm tráng trí của ngươi đâu rồi lâm vô nhai lạnh giọng nói ngươi là học sinh xuất sắc nhất ta từng dạy cũng là tiểu hồng mới có thể so sánh được với ngươi nụ cười trên mặt đại ngụy thiên tử đã tắt hắn cúi đầu yên lặng uống rượu vấn đề lão sư muốn hỏi không phải là ta không muốn trả lời mà là không thể trả lời trên mặt lâm vô nhai không lộ ra vẻ thất vọng trước khi tới hắn đã sớm có dự đoán lại uống một chén rượu nói hai vấn đề này kỳ thật là cùng một vấn đề sau khi ngươi đăng cơ làm hoàng đế biết bí mật của kính cung cho nên ý chí tinh thần xa sút lão sư ngươi biết ta sẽ không nói việc gì phải hỏi nữa đại ngụy thiên tử ký không khẳng định cũng không phủ định lâm vô nhai cười lạnh nói ngươi mời ta tới đây là vì gì uống rượu nói chuyện phiếm tâm sự về ngươi một ngày uống bao nhiêu rượu ngon chơi bao nhiêu nữ nhân à đại ngụy thiên tử vẫn không tức giận hắn đối với vị lão sư này của mình luôn có tính nhẫn nại mà người thường không thể lý giải chỉ bình tĩnh nói mời lão sư tới đây chỉ là tỏ rõ thái độ bất kể lão sư muốn làm gì cho dù muốn khiến cho thiên hạ long trời lỡ đất đệ tử cũng sẽ lánh váp cho lão sư lâm vô nhai bật cười ha ha khoe mắt hắn ưa ra lệ đúng là đệ tử tốt của ta thật sự có quyết đoán nếu tác nói phải muốn giết hết tất cả thành viên của hoàng thất lý thị ở ngoài kính cung ngươi cũng chấp nhận sao lão sư sẽ không làm như vậy. Đại ngụy thiên tử lắc đầu nói. Ta khuyên ngươi chớ có xem nhẹ điểm mấu chốt của một người. Lâm vô nhai đặt chén xuống, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Viện trưởng các đời của thư viện đều muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của Hoàng thất lý thị đại ngụy. Lão sư chính là vì hòa thành nguyện vọng của lão sư của mình sao? Đại ngụy thiên tử nói sang chuyện khác. Lúc ban đầu thì phải, nhưng hiện tại lại không phải. Lâm vô nhai thẳng thắn nói. Bản thân ta muốn biết, mỗi người đều có bí mật của mình lão sư việc gì phải bức bách đến vậy đại ngụy thiên tử nói chẳng lẽ hoàng thất lý thị đại ngụy không thể có bí mật của mình sao đương nhiên có thể nhưng tiền đề là bí mật đó không thể hủy đi thiên hạ này bí mật của hoàng thất lý thị sẽ nguy hại đến thiên hạ lão sư nói quá lời rồi lý thị nhất tộc từ lúc sáng lập đại ngụy tới nay đã từng làm ra chuyện gì nguy hại cho thiên hạ chưa sắc mặt đại ngụy thiên tử bình tĩnh hỏi lại ánh mắt lông vô nhai sắc bén nhìn đại ngụy thiên tử nói nhưng ta hoài nghi các ngươi sẽ làm đại ngụy thiên tử tức giận nói chẳng lẽ bởi vì ngươi hoài nghi của bởi vì ngươi có thể nhận định một ngươi có tội sao muốn làm đến thả giết nhầm chứ không bỏ sót à đây còn là một chuyện mà thánh nhân thư viện phải làm sao ngươi chắc biết ngươi của phái này chúng ta khác với người thường khác lâm vô nhai nhìn đại ngụy thiên tử ta hoài nghi các ngươi có thì các ngươi khẳng định có vấn đề nếu không vì sao ngươi không chịu nói ra nếu dinh dáng đến xì căng đan của hoàng thất lý thị đại ngụy vậy ta có thể dùng đạo tâm khởi thệ tuyệt không tiết lộ nửa với người ngoài. Chương 1433. Hết tình nghĩa. Chỉ cần ngươi nói ra. Là ta sai, ngươi muốn ta bồi tội với hoàng thất đại ngụy thế nào ta cũng nguyện ý. Trong thanh âm của Lâm Vô Nhai tràn ngập ý vội vàng. Đại ngụy thiên tử chậm rãi nhắm mắt lại, hắn vẫn kiên định lắc đầu nói. Bất kể ngươi có tin hay không, Lý thị nhất tộc sẽ không hủy cương nghiệp của mình, các tổ tiên không, ta càng sẽ không. Vì sao không thể nói? Chẳng lẽ ngươi bị bức phải lập lời thề, ánh mắt lâm vô nhai sáng người hỏi không ai có thể bức ta lập lời thề đại ngụy thiên tử lắc đầu nói cho dù trong lòng hắn hiểu nếu nói như vậy lão sư trong thời gian ngắn sẽ không bức ép nữa nhưng lão sư là người phi thường khẳng định có biện pháp kiểm tra hắn có đang nói dối hay không đến lúc đó sợ rằng sẽ lại nổi phong ba lâm vô nhai trầm mặc không nói gì lão sư ngươi giúp ta ngồi trên vị trí này cho dù hiện tại ta đại ngụy thiên tử tạm dừng một chút nhưng ta vẫn rất cảm kích lão sư trừ việc này ta không thể nói với ngươi ra còn lại ngươi muốn làm gì ta cũng đáp ứng như vậy rất tốt lâm vô nhai đứng lên trì lễ với đại ngụy thiên tử thảo dân không dám có xa cầu chỉ có một chuyện thảo dân tự thấy hổ thạnh thường xuyên nhận nhầm đệ tử không làm được lão sư của thánh thượng sau này xin thánh thượng đừng gọi ta là lão sư nữa đại ngụy thiên tử trầm mặc một chút sau đó cười nói cũng tốt vậy sau này gọi lão sư là lâm thánh hai người bọn họ đều hiểu rõ đây là cắt đứt tình nghĩa thầy trò trong mắt lâm vô nhai có chút cảm khái có điều rất nhanh hắn lại thu liễm nói nếu thanh thượng không có việc gì thảo dân cáo lui trước lâm vô nhai biết đây là cơ hội cuối cùng để đại ngụy thiên tử giết hắn đây cũng là một loại minh thị lâm thánh tùy ý đại ngụy thiên tử cầm lấy chén rượu hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện tùy ý nói còn có một chuyện lâm thánh lần này vì sao lại ra đề mục như vậy cho đại khảo lớp chữ giáp ba quan du tử hoài nghi ta đang nhằng vào bọn họ cùng với thế gia lớn nhỏ của đại ngụy có phải thánh thượng cũng đang hoài nghi ta làm ra chuyện như vậy là để bức thánh thượng triệu kiến ta không lâm vô nhai châm chọc nói nếu ta nghĩ như vậy vậy chính là xem thường lâm thánh rồi đại ngụy thiên tử bình tĩnh nói có lẽ sẽ có nguyên nhân của phương diện này nhưng đây không thể là chủ yếu chủ yếu của lâm thánh đại kiếp buông xuống thí sinh của lớp chữ giáp khóa này có lẽ sẽ không có tác dụng nhưng nếu có thể có tác dụng sẽ mau tới tác dụng rất lớn lớp chữ giáp đối với lâm thánh mà nói là rất quan trọng ít nhất sẽ không vì nhằm vào thế gia và gặp ta mà ra đề mục như vậy ngươi nói ta là vì gì lâm vô nhai lại hỏi nếu không phải nguyên nhân này có lẽ đúng như ngoại giới suy đoán là ta đi rồi lâm thánh là một người mạnh nhất trong các đời thánh nhân của thư viện đặc biệt am hiểu bốc phệ chi thuật thuật bói toán đại ngụy thiên tử chậm rãi nói mắt lâm vô nhai hơi thắt lại hắn thở dài một tiếng nói thanh thượng thật lợi hại hy vọng chúng ta sau này sẽ không thành địch nhân đại ngụy thiên tử nói không sai mỗi một đạo đề đều là bốc phệ chi thuật tính ra về phần vì sao hắn lại làm như vậy đại ngụy thiên tử không hỏi lâm vô nhai cũng sẽ không nói sẽ không đại ngụy thiên tử nói tư viện và hoàng thất lý thị đại ngụy lâm thánh và ta vĩnh viễn đều sẽ không thể là kẻ địch chuyện sau này không ai nói chắc được lâm vô nhai xoay người rời đi đại ngụy thiên tử cúi đầu yên lặng uống rượu không nhìn lâm vô nhai lão sư ngươi am hiểu bóc thệ khẳng định nhìn thấy một số thứ nhưng bất kể ngươi làm như thế nào cũng vô dụng lâm vô nhai từ trong kính muôn như hồ biết bước ra hắn quay đầu nhìn gương hào hùng tráng lệ mới trong cái nhìn chăm chú của thủ vệ lên xe ngựa đã có chút cũ nát tàu xe là một con ngựa trắng người yếu già nua ngựa trang chậm rãi cất vó tiến về phía thư viện trong xe ngựa không chỉ có một mình lâm vô nhai đệ tử của hắn đoan mộc tiểu hồng cũng có mặt lão sư không sao chứ đoan mộc tiểu hồng nhìn lâm vô nhai đang nhắm mắt không nhịn được hỏi lần này hắn giao chuyện biên cảnh cho một vị sư đệ rồi mới về kính đô hơn nữa đây là vân phó của lão sư nhưng hắn không ngờ lão sư về sau lại đưa ra nhiều đề chi ly kỳ như vậy chỉ là hắn phản đối cũng vô dụng cho đến hôm nay thánh thượng triệu lão sư vào cung đam mộc tiểu hồng cảm thấy khẩn trương hắn từ sau khi biết lão sư và thánh thượng tồn tại khoảng cách cảm thấy lần này vào cung không phải chuyện tốt thậm chí hắn muốn khuyên lão sư đừng vào cung bởi vì vào rồi có lẽ không ra được chương 1434 ngươi do đề chi vì sư đệ đó từ sau khi làm hoàng đế Đan mộc tiểu hồng cũng không nhìn thấu hắn thậm chí trong lòng lờ mờ có chút sợ hãi hắn hắn mộc mực cho rằng là vị trí biến hóa mà dẫn tới nhưng hiện tại nghĩ lại chưa chắc đã là vậy lão sư nói thành thượng có vấn đề Đan mộc tiểu hồng là tin lão sư không tùy tiện dùng bốc thịnh cũng không tùy tiện tin bốc thịnh nhưng một khi đã xác nhận sẽ không thể có sai sót mấy ngày này hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn mấu chốt là hắn không biết rốt cuộc vấn đề là xảy ra ở đâu không sao câu trả lời của lâm vô nhai cắt ngang mạch suy nghĩ của đan mộc tiểu hồng đan mộc tiểu hồng hỏi thanh thượng tìm lão sư vì chuyện gì uống rượu nói chuyện phiếm một lúc sau đó không có sau đó lâm vô nhai cười nói lão sư vào lúc này rồi sao ngươi còn có thể nói những lời tiêu táo đó đan mộc tiểu hồng cười khổ nói cái gì mà vào lúc này lâm vô nhai nhướng mày hỏi lại ta không phải đã bình yên vô sự trở lại rồi à? chuyện không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. nếu không nắm chắc, ta nàng dám vào kính cung đi gặp tiểu hoàng đế? hai người nói chuyện gì? Đoan Mộc Tiểu Hồng hỏi. không, không nói chuyện gì cả. Lâm Vô Nhai lạnh lùng nói. hắn cái gì cũng không chịu nói. chỉ nói sau này ta làm gì, hắn đều gánh vác được. cho dù hiện tại ta không vui, đi giết cả nhà họ Tiêu, Diệp, Vương, hắn cũng sẽ bảo vệ ta. Đoan Mộc Tiểu Hồng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hắn nói chính là để bồi thường cho ta, ngươi nói chúng ta có nên đi giết cả nhà họ tiêu. Diệp, Vương, thử điểm mấu chốt của hắn không? Lâm vô nhai hỏi. Lão sư đừng nói đùa. Đan mộc tiểu hồng lau mồ hôi trên chán, Thánh thượng có lẽ sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng phi nhị của thế gia thiên hạ, thư viện cũng không thừa nhận được. Cũng đúng. Lâm vô nhai có chút tiếc nuối thở dài. Vấn đề của thánh thượng là ở đâu? Nếu lão sư biết, đừng giấu giếm ta. Đan mộc tiểu hồng khổ sở nói. Hắn đã sắp lo chết rồi, nếu ta biết đã sớm nói với ngươi lâm vô nhai trận mắt nói thậm chí nếu hắn dám ra khỏi kính cung ta khẳng định sẽ bắt hắn nghiêm hình bức cung hay là ngươi nghĩ cách dụ hắn ra ta khẳng định có thể khiến hắn phun ra bí mật đó đâm mọc tiểu hồng không để ý tới hồ ngôn loạn ngữ của lâm vô nhai bởi vì đây là chuyện không thể chỉ cần là người có hiểu biết nhất định đối với hoàng thất lý thị đại ngụy đều biết tổ huấn thứ nhất của hoàng thất lý thị đại ngụy một khi đã trở thành thiên tử vĩnh viễn không thể rời khỏi kính cung đây là quy định phạm vi hoạt động cũng là nỗi bi ai của đại ngụy thiên tử không có đại ngụy thiên tử nào dám làm trái tổ huấn này không ai nói rõ được là vì sao nhưng phần lớn suy đoán chắc là vì an toàn một sự thực mà tất cả mọi người đều biết ở trong kính cung đại ngụy thiên tử có thông thiên kính đại ngụy thái tổ lưu lại hắn chính là tồn tại vô địch đừng nói tu sĩ trình độ như thánh nhân thư viện cho dù là quái quyệt không thể biết cấp phù du ngoài thiên địa cũng không thể là đối thủ của đại ngụy thiên tử trong kính cung ở trong kính cung có thể đạt được an toàn tuyệt đối thế giới nguy hiểm này không ai biết nguy hiểm lúc nào sẽ hàng lâm là thiên tử tôn quý mất đi tự do nhất định có thể bảo đảm an toàn của mình loại trả giá này là đáng Đan Mộc Tiểu Hồng cao mày hắn đang suy nghĩ đại ngụy thiên tử tồn tại vấn đề gì lão sư nói có liên quan tới bí mật đó của Hoàng thất Lý thị đại ngụy nhưng Hoàng thất Lý thị đại ngụy vốn cũng rất thần bí bí mật cũng rất nhiều hắn thậm chí không biết bí mật mà lão sư ám chỉ là gì Tiểu Hồng à đừng nghĩ nhiều lâm vô nhai mở miệng nhắc nhở hắn không nói ta cũng không có biện pháp huống chi là ngươi ta thậm chí không biết tiểu hoàng đế là tốt hay là xấu lâm vô nhai nói đến đây thanh âm biến thành có chút trầm trọng ta cả đời chìm nổi từng thấy rất nhiều người cũng từng thấy rất nhiều quái quyệt nhưng khiến cho ta không đoán được chính là lòng người ví dụ như rất nhiều người xấu cùng hung cực ác khi giết người có đạo lý của mình hắn không cho rằng mình sai hắn cho rằng những người đó đáng chết hắn là đúng cho dù những đạo lý đó rất vớ vẩn Ngươi bình thường vừa nhìn đã biết là hắn sai. Nhưng vậy thì sao? Hắn chính là cho rằng chính là như vậy, cũng làm như vậy. Thiện nhất không ngoài lòng người, đông nhất cũng chính là lòng người. Lão Dư Đoan Mộc Tiểu Hồng nhìn Lâm Vô Nhai mặt lộ vẻ bi ai. Không biết nên nói gì. Xem ra đúng là già rồi, thích lại nhảy những luận điệu cũ dích của sư Công các ngươi trước kia. Trên mặt Lâm Vô Nhai lộ ra vẻ giữ cợt, tâm tình tâm tình. Việc này tạm thời cứ vậy đi, chúng ta phải chú ý là đại khảo lớp chưa giáp, chương 1435. mưa do đề chi hai. có sự ủng hộ của tiểu hoàng đế, bà quan du tử đó chắc không dám quấy rối nữa. Võ thí cũng chỉ còn lại một mục đó. Trên mặt đan mộc tiểu hồng lộ ra vẻ do dự nói, lão sư, như vậy có thể sẽ mất đi thí sinh tiềm năng. Lâm vô nhai hờ hững nói, tiểu hồng, trước đó ta đã nhắc nhở bọn họ rồi, muốn được một thứ gì đó, sao có thể không mạo hiểm. Nếu không muốn mạo hiểm có thể tùy thời rời khỏi. Tiểu Hồng, không có thời gian cho chúng ta lòng dạ đàn bà. Thí sinh khóa này phải dựa theo cách nghĩ của ta để sàng lọc. Sắc mặt đan mộc tiểu hồng nghiêm túc hỏi. Lão sư, những đề chi đó có phải là ngươi bốc thể ra không? Nếu nói văn thí thì đan mộc tiểu hồng còn có thể bị hồ lộng, nhưng quy củ cổ quái của chi Việt giã, lôi đài thí, được khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Thi Việt giã có thể mang tùy tùng, lôi đài thí lúc ban đầu có thể giết chết đối thủ để đạt được nhiều điểm hơn. Những cái này nhìn thì thật sự không hợp lý cho nên đoàn mộc tiểu hồng rất hiểu lão sư biết rằng chỉ có để được bốc thệ ra mới quái dị như vậy bởi vì bốc thệ trước giờ đều là phương hướng mơ hồ loại phương hướng này sẽ tồn tại ở chỗ hoang đường khó hiểu không hợp hiển nhiên lão sư lợi dụng khi bốc thệ để cẩn thận tỉ mỉ dập khuôn lại đề chi lâm vô nhai vỗ đùi cười to ta nói tiểu hoàng đế có thể nhìn ra tiểu hồng ngươi khẳng định cũng có thể nhìn ra ta là dùng bốc thệ đồng thời còn sử dụng rất nhiều thủ pháp để che giấu nhưng vẫn không thể qua mặt được hai người các ngươi thay đổi lôi đài thí Đoan Mộc Tiểu Hồng hỏi. Đề chi của Lôi Đài thí vốn chính là bộ dạng sau khi thay đổi, ta cố ý đưa ra loại thứ nhất lại càng không hợp lý, sau đó mới làm bộ nhượng bộ, lấy ra để mục trước đó, mục đích là để bọn họ cho rằng ta nhượng bộ, như vậy có thể khiến bọn họ đừng nhìn chằm chằm vào mục võ thí thứ ba. Lâm Vô Nhai đắc ý nói. Lúc này Đan Mộc Tiểu Hồng mới hiểu lão sư đã lừa được tất cả mọi người, không chỉ là hắn, ngay cả Tam tướng, Thanh thượng cũng vậy, hắn vẫn ngưng trọng hỏi, "Lão sư, vì sao ngươi muốn dùng bốc thệ ra để bốc thệ để quá không hợp lẽ thường quá ly kỳ trong đại khảo lớp chứ giáp trước kia cho dù lão sư thỉnh thoảng sẽ thiên mã hành không ra để không hợp lẽ thường nhưng đều sẽ không lệch khỏi tôn chỉ sang lọc nhân tài nhưng cách làm lần này đúng là quá nằm ngoài ý liệu của hắn lâm vô nhai không nói gì ngón tay hắn du lên trên tay có thêm một cọng cỏ khô vàng đoan mộc tiểu hồng liếc cọng cỏ đó một cái đây là bốc thảo khí cụ dùng để bốc thệ bốc thảo sinh trưởng đặc biệt nó bồng bềnh trong không trung đầu cỏ trúc xuống phía dưới đứng ở trời mà hướng xuống đất là khí cụ chủ yếu của thuật pháp thôi diễn phái bọn họ mỗi một bóc bốc thảo đều có 50 cọng số đại diễn 50 dùng 49 khi Lâm vô nhai lấy ra một cọng bốc thảo để mặc 49 cọng còn lại rơi xuống sàn xe sau khi hắn cầm cọng bốc thảo đó gầy đi gầy lại mới gật đầu nói rất tốt rất tốt tu vi cảnh giới của đan mộc tiểu hồng kém lão sư quá xa vẫn chưa thể học tập bốc thể chi thuật cho nên hắn cũng nhỉ không hiểu. Ta gọi ngươi trở về, vốn chính là muốn ngươi làm việc thay ta, hiện tại bốc thệ ra rồi. Ngươi tham gia sẽ không ảnh hưởng tới thay đổi của nhân quả. Lâm vô nhai thu hồi bốc thảo, dai day ni tâm mỏi mệt nói. Nội dung của bốc thệ càng trọng yếu đối với bốc thệ giả, vậy hắn sẽ hao tổn càng lớn. Đan mộc tiểu hồng không mở miệng, mà là kiên nhẫn lắng ngay. Vừa rồi ngươi hỏi ta vì sao muốn dùng bốc thệ ra để. Lâm vô nhai nhít miệng cười nói đó là bởi vì một đường sinh cơ của kiếp số lần này xuất hiện ở lớp chữ giáp ta vì bắt lấy tuyến sinh cơ này chỉ có thể dựa theo tượng của bốc thệ để thôi động sát hạch của lớp chữ giáp sinh cơ ở lớp chữ giáp trên mặt đoan mộc tiểu hồng lộ ra vẻ vui mừng chẳng trách chẳng trách cho nên không ai có thể hủy đại khảo lớp chữ giáp nụ cười trên mặt lâm vô nhai chú liễm ngươi cũng biết bốc thệ rất khó làm được chỉ ra và xác nhận chính xác cộng thêm người của lớp chữ giáp quá nhiều muốn tìm ra người đó cũng không dễ dàng lão sư ngươi là nói một người chứ không phải một đám người đoan mộc tiểu hồng lại ngẩn ra nói hắn vốn cho rằng lớp chữ giáp khóa này thiên tài xuất hiện lớp lớp dựa vào đám thiên tài tương lai có thể sẽ trở thành chủ lực này mới có thể chống đỡ đại kiếp ngu sần. đại kiếp vừa tới nhiều người có ích lợi gì nếu một người đủ mạnh vậy là đủ rồi lâm vô nhai khiển trách ta hao hết tâm tư dựa theo quải tượng của bốc thệ ra để thi thôi động đại khảo lớp chữ giáp lần này chính là để tìm ra tuyến sinh cơ đó Chương 1436 Tiểu Phục Phủ Chỉ cần sát hạch thuận lợi, vậy hắn nhất định sẽ xuất hiện ở trong lớp chữ giáp, hơn nữa có khả năng rất lớn là khôi thủ lớp chữ giáp khóa này. Khôi thủ có thể có được tài nguyên gấp đôi, vốn chính là chuẩn bị cho hắn ha. Vạn nhất lão sư ngươi sai thì sao? Đa Mộc Tiểu Hồng nhíu mày nói, bốc thệ chưa chắc nhất định đã là lời tiên đoán sẽ trở thành sự thật. Kết quả bốc thệ đương nhiên chưa chắc đã chuẩn xác. Lâm Vô Nhai căm tức nói, Tiểu Hồng, đây vốn chính là một hồi cực lớn thua thì còn chúng ta xui xẻo nhưng nếu thắng vậy đối với chúng ta mà nói đối với đại ngụy mà nói thế là đủ rồi đăng mộc tiểu hồng trong mặc ngật đầu nói cái này đáng để chúng ta cực một ván không biết lão sư muốn ta làm gì lâm vô nhai cười nói có quá nhiều người chú ý ta đại phật tự ngươi của tiểu hoàng đế ta chỉ có thể ở lại kính đô không thể làm quá nhiều chuyện như ngươi thì khác sự chú ý của ngươi nhỏ hơn rất nhiều cho dù ngươi là đại đệ tử của ta nhưng lớp chữ giáp vốn chính là chúng ta phụ trách ta điều ngươi trở về xử lý chuyện lớp chữ giáp đó là chuyện rất bình thường điên cảnh đương nhiên không thể quan trọng bằng lớp chữ giáp ta nghĩ bọn họ có lẽ sẽ chú ý nhưng chưa chắc sẽ nghĩ quá nhiều lão sư ngươi là muốn ta từ trong lớp chữ giáp tìm ra người đó à đan mục tiểu hồng hiểu rồi lâm vô nhai gật đầu sắc mặt nương trọng nói ngươi đừng lộ diện chú ý quá chặt chẽ lớp chữ giáp nhất là một trăm linh năm khôi thủ ngươi phát hiện hắn cũng đừng nói cho ta biết là ai. Bốc thệ nói với ta, ta và hắn vẫn chưa tới lúc gặp mặt, thậm chí ngay cả biết tên của hắn cũng không thích hợp. Vậy sau khi ta phát hiện hắn nên làm như thế nào? Đan Mộc Tiểu Hồng hỏi, nếu ngươi có thể xác nhận đúng là hắn, vậy nghĩ cách giúp hắn mau chóng trưởng thành. Lâm vô nhai nuốt một chút nước miếng, trêu chọc, Tiểu Hồng, trong tương lai đó rất có thể là một cái đùi rất to. Lão sư muốn ông cũng không có tư cách, vận khí của ngươi không tồi, ông rất tốt. Đừng nói đại kiếp, tương lai lợi ích đối với ngươi cũng là nhiều tới không thể tưởng tượng chu phàm hắt xì một cái hắn day day chốc mũi có chút cay cay là ai đang nhắc tới ta sau khi lẩm bẩm một tiếng mới kết thúc chuyện hôm nay nằm lên giường trên mặt mang tha nụ cười chu phàm rất nhanh mang tha tâm tình sung sướng ngủ thiếp đi đợi sau khi hắn xuất hiện cầu trên thiền chu phàm ngay lập tức tìm kiếm thân ảnh của thực phủ thực phủ cũng đang nhìn hắn đêm qua sau khi hai người bước đầu cười bỏ khúc mắc thực phù vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng na dẫu sao đột nhiên có một phụ thân vẫn khiến nàng có chút không thể thích ứng thực phù di rời tầm mắt mở miệng trước chào buổi tối bởi vì thực phù không biết nên xưng hô với chu phàm thế nào cho nên nàng ta dứt khoát ẩn đi xưng hô chào buổi tối tiểu phù phù chu phàm cười nói thực phù nghe thấy xưng hứng toàn thân nàng run lên ngươi không thể gọi ta như vậy vì sao không tốt à chu phàm có chút buồn bực nói nếu nhi của mình đương nhiên phải gọi thân thiết một chút tiểu phù phù chính là hắn đã suy nghĩ rất lâu hơn nữa hắn cũng lờ mờ hiểu được hàm nghĩa của cái tên thực phù này nếu không phải quan hệ của hắn và thực phù vừa có cải thiện hắn vẫn không nhịn được muốn hỏi thử thực phù có muốn đổi tên không lê tổng, ta nổi mấy tầng da gà rồi triệu nhã chúc mùa thiêu cạnh bàn vuông không chút lưu tình chế giễu nổi da gà có thể nổi mấy tầng chứng tỏ ra ngươi rất dày chu phàm bác bỏ các ngươi phải sắm vai phụ từ nữ hiếu có lăn ra ra một chút không Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói. Đừng để ý tới nàng. Thực phù lắc đầu nói. Chính là sương hô tiểu phù phù này quá. Trúc Phàm cũng mặc kệ Triệu Nhã Trúc, hắn khẽ cười nói. Vậy ta gọi ngươi là tiểu nha đầu nhé. Nói chung không thể gọi nữ nhi của mình là thực phù, tả ngày gọi giết cha giết cha. Đây không phải là khơi dậy chuyện thương tâm của hai người sao. Thực phù ừ một tiếng, xem như là đáp ứng. Hôm nay ngươi có gặp phải chuyện gì không? Mẹ ngươi có biết quan hệ của ngươi và ta đã trở nên tốt hơn không? Chúc Phàm quan tâm hỏi. Nàng không biết. Thực phủ buồn bã nói. Ta rời khỏi chỗ mẹ rồi. Vì sao vậy? Chúc Phàm hơi nần ra nói. Cãi nhau với nàng. Bị nàng đuổi đi. Sắc mặt thực phủ biến thành càng ảm đạm hơn. Chúc Phàm vừa cảm thấy đau lòng lại cảm thấy cao hứng. Đau lòng là tiểu nha đầu phải thừa nhận quá nhiều chuyện mà người tuổi này của nàng không nên nhận. Cao hứng là tiểu nha đầu đã bị đuổi ra ngoài. chương 1437, tiểu phù phù hai, Đuổi hai lắm cơ hồ của ta tới nhanh như vậy sao chu phàm cố nén cao hứng trong lòng cũng ra vẻ thương cảm nói ngươi đừng quá lo lắng mẹ ngươi chỉ là nhất thời tức giận chờ nàng hết giận rồi ngươi lại trở về nàng không thể không nhận ngươi không nhận là tốt nhất chu phàm lặng lẽ bồi thêm một câu ở trong lòng sau đó ho khẽ một tiếng nói nếu ngươi không có chỗ để đi có thể tới tìm va ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt cho ngươi nói xong lời này trong lòng chu phàm cảm thấy có chút là lạ sao như có một loại cảm giác dụ dỗ tiểu hài tử vậy thực phù giật mình nàng không trả lời triệu nhã trúc cúi đầu theo không để ý đến hai người chu phàm thấp thỏm chờ nếu thực phù đồng ý vậy hắn có thể lại được nhìn thấy tiểu nha đầu của mình như vậy có thể mang tiểu nha đầu về thế giới nhân loại bình thường mà không phải ở thế giới quái quyệt nguy hiểm dị thường nữa xin lỗi thực phù lắc đầu trên mặt nàng lộ ra một tia hoang mang hiện tại ta vẫn không muốn tới vẻ mặt chu phàm mất mát có điều rất nhanh hắn lại Đói. ngươi lúc nào muốn tới đều được nhưng vì sao ngươi không muốn tới? Đến chỗ ta không phải tốt sao? Tử hai tử đều dễ dụng, hắn đầu tiên phải biết thực phù là nghĩ như thế nào, sau đó có thể nghĩ cách giải quyết. Nà! Ta! Thực phù lắp bắp, nửa ngày cũng không nói ra được, nàng rất chắn vét bản thân như vậy, cuối cùng bực mình nói. Ta cũng không biết. Ta chính là không muốn tới. Chu Phàm ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, không nhịn được cười ha ha hai tiếng, hắn không bức thực phù nữa mà là lo lắng nói. Ngươi bị mẹ ngươi đuổi ra ngoài, hiện tại một mình ở ngoài hoang dã liệu có nguy hiểm không? Không, quái quyệt bình thường đều không phải là đối thủ của ta. Thực phù lắc đầu nói. Hai người lại hắn huyên, thực phù thúc dục hắn mau chóng đi tu luyện. Chu Phàm lại quan tâm tới vấn đề cảnh giới của thực phù. Sau khi biết thực phù nhất thời nửa khác khó có thể đạt tới tốc độ đoạn, thế là cũng không vội truyền thụ công pháp tốc độ đoạn cho thực phù. Chu Phàm hỏi việc này, trên mặt thực phù lộ ra vẻ do dự. Có phải còn có chuyện gì không? Trúc Phàm hỏi. Tự phù nhìn Triệu Nhã Trúc một cái, Triệu Nhã Trúc như có phát giác, nàng ngẩng đầu, lông mày thô nhướng lên. Tử nha đầu này của ngươi, có chuyện nhất định phải thương lượng với ta. Ta chính là cha ngươi. Nhất là khi mẹ ngươi và ngươi có mâu thuẫn, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Trong lòng Trúc Phàm thất lại, hắn cảnh giác nhìn Triệu Nhã Trúc. Tuy Triệu Nhã Trúc này lần trước giúp hắn và thực phù nhận nhau, nhưng chỉ là thuận tay mà làm. Triệu Nhã Trúc muốn thoát khỏi sự không chế của thuyền, Thần lớn hy vọng là đặt ở trên người bản thân nàng cho nên triệu nhã trúc sẽ làm ra một số chuyện có lợi với nàng mà bất lợi với thực phù hoặc là ta cũng không phải chuyện khó có thể tưởng tượng Chú phàm thầm mỹ khi hắn lại muốn hỏi thực phù liền mở miệng ta muốn giao dịch với triệu cô nương thực phù muốn làm giao dịch với triệu nhã trúc giao dịch gì sắc mặt chu phàm khẽ biến hỏi ngươi đáp ứng nàng sao nàng đương nhiên không đáp ứng ta triệu nhã trúc trả lời cho thực phù nghe thấy thực phù chưa đáp ứng triệu nhã trúc Trúc Phàm thở phào. Hắn nhìn thực phù, hy vọng thực phù giải thích một chút. Nàng nói có thể cho ta công pháp và tài nguyên tu luyện dùng cho tất cả cấp bậc tu luyện, mà ta chỉ cần mạo hiểm khi phụ thân ở trên người ngươi, đến trước mặt nàng, cho nàng thử ký sinh. Thực phù giải thích, ta không có ý giấu giếm ngươi. Chỉ là những lời này là khi ngươi rời khỏi nàng mới nói với ta. Ta nghĩ tình ngươi thương lượng cũng không có biện pháp. Thực phù lầu mờ sợ Trúc Phàm tức giận. Triệu Nhã Trúc. Trúc chú Phàm tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Nhã Trúc. Trợ Nhã Trúc bình tĩnh nói. Ngươi không cần thiết phải tức giận như vậy, ta cũng không lừa nàng. Đây chỉ là một hồi giao dịch, trên thực tế cái giá nàng phải trả là không nhiều bằng những gì nàng có được. Ai biết được liệu có nguy hiểm gì không? Trúc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu Nha đầu đừng đáp ứng nàng. Trợ Nhã Trúc nhíu mày nói. Ta thừa nhận sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng nguy hiểm này hoàn toàn có thể ở trong phạm vi chấp nhận được. Chẳng lẽ ngươi chưa từng mạo hiểm sao? Đừng nói nữa. Ta sẽ không để nữ nhi của ta mạo hiểm làm chuyện như vậy chu phàm nói như chén đinh chặt sát không phải là công pháp và tài nguyên tu luyện sao tiểu nha đầu ngươi cứ yên tâm ta sẽ giải quyết cho ngươi bỏ qua ngươi là nữ nhi của ta không nói Ngươi lên truyền vốn nên giúp người phụ tá trưởng thành tốt hơn trên mặt triệu nhã trúc lộ ra nụ cười khẩy nói hiện tại ngươi mới nhớ tới nghĩa vụ của mình liệu có quá muộn không sợ ngươi là quên lúc trước mình đã áp bức tiểu gia hỏa này thế nào chương một không đồng ý chu Phàm có chút xấu hổ nhìn thực phù thực phù lường lại chu phàm một cái chu phàm đương nhiên nhớ rõ cố sự mình lúc trước coi thực phù là chỉ là lao động trẻ em để áp bức hắn hừ một tiếng nói không phải vì có người ở bên cạnh trong ngòi ly gián cô y phá hoại quan hệ của ta và thực phù ư kỳ thật nguyên nhân chân chính ngược lại không có liên quan lớn tới triệu nhã trúc chỉ là thực phù từ bộ dạng nhận ra chu phàm là cừu nhân có huyết hải thân cừu mới có địch ý lớn như vậy lúc ấy chu phàm cũng bất đắc dĩ chỉ có thể căn cứ vào địch ý của nàng để làm ra loại biện pháp ứng đối áp bức lao động trẻ em này Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói. Tùy ngươi nói thế nào cũng được, nhưng ta khuyên ngươi hay là đừng có to mùng, để tránh biến thành cha con lại không thoải mái. Ta to mùng lúc nào? Trúc Phạm nhíu mày nói. Nếu nhi của ngươi muốn giống như ngươi, cần là công pháp đỉnh cao nhất, mỗi một cấp đều phải gây dựng cơ sở vô cùng vững chắc, những cái này ngươi thực sự có đủ sao? Triệu Nhã Trúc hỏi lại. Trúc Phạm hơi nần ra, công pháp thì hắn cũng có, nhưng có một số công pháp cần tài nguyên đặc thù phụ trợ, lúc trước hắn đã dùng rồi, cũng không có ý định chuẩn bị hai phần. Đây quả thật là một chuyện rất phiền. Triệu Nhã Trúc tiếp tục chế giễu, tài nguyên tu hành của bà thân ngươi cũng giật gấu vá vai, ngươi thật sự có thể chiêu cố được tiểu gia hỏa sao? Cho dù ngươi muốn nghỉ lại câu cá, vậy cũng không thể, bởi vì tài nguyên ở mặt sông theo đi tới, đã sớm không có tài nguyên cấp thấp, cho nên cách duy nhất để ngươi đạt được tài nguyên chỉ có người dẫn rất là ta đây." Chu Phàm nhíu mày nói, "Ngươi sai rồi, cần câu có lẽ không giúp được ta giải quyết vấn đề này." nhưng ta có thể dựa vào tài nguyên ở ngoại giới hắn có thể ra ngoại giới thu thập hoặc là trực tiếp dùng tài nguyên lớp chữ giáp sẽ có được chia một chút cho thực phù tài nguyên ở ngoại giới triệu nhã trúc nói với vẻ khinh thường công pháp vào tài nguyên đỉnh cấp ở mỗi một cấp nhìn thì là đơn giản nhưng ngươi cho rằng thật sự dễ thu hoạch như vậy sao ví dụ như công pháp kháng tích đoạn cấp bậc huyết kim ngươi ở ngoại giới từng nhìn thấy bao nhiêu loại thân pháp cấp thuấn di tốc bộ đoạn thì sao chu phàm trở nên trầm mặc dù từ quý tốc độ đoạn của hắn có thể truyền cho thực phù nhưng công pháp thể lực đoạn của hắn cần khí quỷ công pháp tẩy tủy đoạn cần không âm quỷ lôi hắn huyết đoạn thì cần long thần huyết càng hiếm hơn hắn từ đâu tìm được long thần huyết có một số công pháp căn bản không thể phục chế cho thực phù đúng như triệu nhã trúc nói ở ngoại giới muốn tìm được những công pháp đỉnh cấp này cũng không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư thực phù nhìn thấy chu phàm khó xử nàng có chút lo lắng nói với triệu nhã trúc ta sẽ không cho ngươi ký sinh cùng lắm thì ta không theo đuổi công pháp tốt nhất, hạ xuống một thước chỉ cần cảnh giới tu vi đi lên là được rồi. Không, không thể hạ. Trúc Phạm Lác đầu nói, hắn biết tầm quan trọng của cơ sở, cơ sở càng vững chắc sẽ càng mạnh, mới có thể đi được xa hơn. Tực phù là nữ nhi của hắn, hắn không muốn để cơ sở của tực phù không vững chắc. Đúng vậy, một khi hạ yêu cầu, vậy sẽ từng bước tụt lại. Sau này muốn tu bổ lại sẽ rất khó. Triệu nhã trúc bổ đao. Nói, kỳ thật chỉ cần các ngươi đồng ý yêu cầu của ta vấn đề này căn bản không phải là vấn đề chu phàm trầm giọng nói ngươi cho rằng ngươi làm như vậy có thể áp bức chúng ta sao ta không muốn để tiểu nha đầu hạ tiêu chuẩn tu luyện nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ chấp nhận sự bức bách của ngươi chu phàm bất kể là như thế nào cũng sẽ không đồng ý phương pháp ký sinh để đào thoát của triệu nhã trúc cho dù tiểu nha đầu đồng ý cũng vô dụng hiện tại ta sẽ không nợ ngươi cơ hội phụ thân nữa chu phàm lại bổ sung một câu triệu nhã trúc hừ lạnh nói sớm muộn gì cũng sẽ nợ khi ẩn tuyến lô tìm tới cửa hoặc là ngươi muốn ta hỗ trợ làm chuyện khác đây là cơ hội của ta có điều ta vẫn rất hiếu kỳ ngươi không chấp nhận yêu cầu của ta vậy làm thế nào để giúp tiểu gia hỏa này mỗi một cấp đều gây dựng cơ sở tốt chu phàm nhớ mày nói nếu ta nói dùng sâu xám lớn mua công pháp trình độ cao nhất của những cấp thấp cùng với tài nguyên tương ứng ở trong tay ngươi ngươi có bán cho ta không nếu triệu nhã trúc nguyện ý bán vậy vấn đề gì cũng có thể giải quyết bán nhưng ta sẽ đưa ra giá trên trời. Ngươi không muốn nổi. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói. Hơn nữa sâu sám lớn là bản thân ngươi cũng không đủ dùng, còn muốn chia cho tiểu gia hòa ư. Sau này ta sẽ nỗ lực thu thập sâu sám lớn. Thực Phù mở miệng nói. Trương 1439, Luyện khí tinh ngọc. Trong lòng Chu Phàm cảm thấy ấm áp cười nói. Tiểu nha đầu, loại chuyện này lượng sức mà làng. Đừng quá miễn cưỡng, để tránh trêu chọc quái quyệt nguy hiểm. Chu Phàm hiểu lúc trước thực phù thu thập nhanh như vậy, nói không chừng là mượn lực lượng của ma cô yêu nhất tộc hiện tại thực phù đã trở mặt với bạch lãnh tôn còn muốn thu thập sâu sám lớn sẽ không đơn giản như vậy nữa sắc mặt thực phù nghiêm túc gật đầu nàng ở trên thiền lông như vậy tất nhiên biết tầm quan trọng của sâu sám lớn nàng chuẩn bị sau khi trở về sẽ nghĩ cách thu thập sâu sám lớn cho trục phảng lúc trước là không tình nguyện nhưng hiện tại đã khác triệu nhã trúc không nói gì mà là nhìn sương mù trong không trung hai dòng sương mù bay tới biến ảo thành hai quả cầu lưu ly một lớn một nhỏ Trúc Phàm hiện tại có hai vạn sáu con sâu xám lớn, mà Tiểu Gia Hỏa có 1122 con sâu xám lớn. Triệu Nhã Trúc nhìn quả cầu lưu ly, báo ra số lượng cụ thể. Trúc Phàm đối với mình có bao nhiêu con sâu xám lớn, cũng có áng chừng đại khái, biết Triệu Nhã Trúc nói không sai, nhưng hắn không rõ vì sao Triệu Nhã Trúc đột nhiên muốn nói ra con số cụ thể. Trúc Phàm, ngươi muốn cấp tốc lên tới võ thế trung đoạn không? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Muốn cấp tốc lên tới võ thế trung đoạn à? Chu Phàm đương nhiên muốn, kỳ thật tối nay hắn tiến vào nơi này, vốn đã nghĩ tới hỏi việc này. Cách lần thi sau còn có hai ngày, mà mục võ thí cuối cùng sẽ có nguy hiểm lớn, cho nên hắn nghĩ tốt nhất là trong hai ngày này tiến vào võ thế trung đoạn. Chỉ là dựa vào khổ tu mà không có tài nguyên phụ trợ, Chu Phàm muốn đột phá võ thế trung đoạn, tiêu hao thời gian thật sự quá nhiều. Nói nhai thử đi, Chu Phàm nói. Ngươi muốn biết, vậy ta nói cho ngươi. Triệu Nhã Trúc cười nói, lúc trước từng nói với ngươi, gõ thế, võ thức khí cương tam đoạn là luyện khí tam đoạn hạch tâm đều là tinh luyện đối với chân khí cho dù tiếp tục tinh luyện chân khí từng tinh luyện từ đó diễn sinh ra các loại biến hóa trình độ khác nhau như vật tu luyện phụ trợ nó cần là không trên lệch mấy tài nguyên tu luyện của ba cấp bậc này là rất thông dụng ta sớm biết rồi Trúc phàm nhướng mày nói triệu nhã trúc nói như ngươi khẳng định không biết luyện khí tam đoạn có thể sử dụng một số đan dược đặc biệt để phụ trợ tu luyện chân khí đối với công pháp nhưng hiệu quả của đan dược rất thấp hơn nữa còn có khả năng chứa độc tính. Dẫu sao cái luyện khí tam đoạn cần không phải hấp thu linh khí ngoại tại, mà là tinh luyện chân khí trong cơ thể mình, vật phụ trợ có thể mang tới tác dụng đối với tinh luyện chân khí rất ít gọi. Mà vật phụ trợ đỉnh cấp nhất để tinh luyện chân khí ở luyện khí tam đoạn chính là luyện khí tinh ngọc. Luyện khí tinh ngọc. Trên mặt Chu Phàm lộ ra dị sắc, hắn chưa từng nghe qua luyện khí tinh ngọc. Triệu Nhã chúc búng ngón tay, một dòng sương mù bay tới hạ xuống tay nàng hóa thành một cái một cái hộp màu vàng, nàng không vội mở hộp, mà là nói: khó giải quyết nhất của tinh luyện chân khí là hai điểm điểm thứ nhất là tới một ngày ngươi tinh luyện chân khí đến trình độ nào đó lục thân và nhân hồn của ngươi đều sẽ cảm thấy mỏi mệt mà không thể tiếp tục điểm thứ hai là ở chỗ chân khí kéo tơ bóc kén cũng không dễ dàng cứ mỗi lần tinh luyện chuyển hóa một dòng chân khí cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu thời gian ở trong đó điểm thứ hai có thể thông qua công pháp trình độ cao nhất để bù đắp công pháp càng lợi hại tốc độ tinh luyện chân khí lại càng nhanh nhưng mỏi mệt tạo thành của tinh luyện chân khí đối với nhục thân và nhân hồn lại không phải là công pháp có thể giải quyết tất cả tài nguyên phụ trợ luyện khí tam đoạn đều là để làm giảm mỏi mệt tinh luyện chân khí cho nhục thân và nhân hồn mà luyện khí tinh ngọc sẽ căn cứ vào trình độ của phẩm chất có thể vào lúc tinh luyện chân khí làm giảm bớt mệt nhọc của nhục thân nhân hồn triệu nhã trúc nhìn hộp lạnh lùng nói luyện khí tinh ngọc là vật phụ trợ tốt nhất của luyện khí tam đoạn không có bất kỳ thứ nào có thể so sánh với đó triệu nhã trúc nói xong mở hộp ra bên trong hộp đặt ba hàng tinh ngọc lục lăng màu sắc khác nhau phân biệt là lam đỏ hàng mỗi một hàng đều có người khối tinh ngọc mỗi một khối tinh ngọc nhìn đều óng ánh long lanh tinh ngọc ba loại màu sắc khác nhau này có khác biệt trên phẩm chất à chu phàm suy đoán hỏi triệu nhã trúc dùng ngón tay nhón một khối tinh ngọc lục lăng màu lam lên luyện khí tinh ngọc khi sản xuất chính là lớn như vậy mà một võ giả mỗi ngày tối đa hấp thu một viên tinh ngọc này nếu vượt qua số lượng này sẽ có lực lượng quỷ dị nguy hiểm xâm nhiễm nhục thân và nhân hồn của ngươi Chương 1440. Luyện khí tinh ngọc 2. Sự khác biệt của chúng là ở chỗ, một viên luyện khí tinh ngọc màu lam có thể khiến người tu luyện kéo dài 15 phút mà không mỏi mệt, một viên luyện khí tinh ngọc màu đỏ có thể khiến người tu luyện kéo dài nửa canh giờ mà không mỏi mệt, một viên luyện khí tinh ngọc màu vàng có thể khiến người tu luyện kéo dài một canh giờ mà không mỏi mệt. Hơn nữa luyện khí tinh ngọc còn có hiệu quả giúp người tu luyện đẩy nhanh tinh luyện chân khí, hiệu quả của tinh ngọc màu sắc khác nhau cũng khác nhau. Hai bên trồng lại, một viên luyện khí tinh ngọc màu lam có thể giúp một võ giả luyện khí đoạn tiết kiệm 10 ngày tu luyện, mà một viên luyện khí tinh ngọc màu đỏ có thể giúp võ giả tiết kiệm một tráng khổ tu, mà một viên luyện khí tinh ngọc màu vàng có thể giúp võ giả tiết kiệm trong ngày khổ tu. Mắt Chu Phàm lộ dị sắc, hắn đã sớm tính toán rồi, dưới tình huống lượng chân khí trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu, thời gian tiêu hao để tinh luyện chân khí cũng rất khủng bố. Hắn muốn từ võ thế sơ đoạn bước vào võ thế trung đoạn, nếu ở dưới tình huống không dựa vào ngoại lực, ít nhất cần nửa năm, mà hiện tại chỉ cần có 6 viên luyện khí tinh ngọc màu đỏ hoặc là hai viên luyện khí tinh ngọc màu vàng là có thể làm được. Hai viên luyện khí tinh ngọc màu vàng chính là hai ngày, mà luyện khí tinh ngọc màu đỏ cũng chỉ cần 6 ngày. 6 ngày hoặc hai ngày có thể tiết kiệm cho hắn thời gian khổ tu nửa năm. Luyện khí tinh ngọc này giá thế nào? Chu Phàm cố nén kích động trong lòng, hưng phấn hỏi. Hắn biết Triệu Nhã Trúc khẳng định sẽ không hảo tâm như vậy, nàng chủ động lấy ra luyện khí tinh ngọc cũng chỉ có một mục đích, đó chính là vì tiêu hao sâu xám lớn hắn có chỉ cần tiêu hao sâu sám lớn hắn có vậy có thể bức hắn và tiểu nha đầu cúi đầu trước triệu nhã trúc một viên luyện khí tinh ngọc màu vàng năm ngàn con sâu sám lớn một viên luyện khí tinh ngọc màu đỏ một ngàn bốn trăm con sâu sám lớn một viên luyện khí tinh ngọc màu lam bốn trăm con sâu sám lớn triệu nhã trúc chậm rãi báo ra giá trúc phàm cấp tốc tính nhầm nếu sử dụng toàn bộ luyện khí tinh ngọc màu vàng để tu luyện vẫn đến võ thế trung đoạn cần hai viên võ thế cao đoạn cần bốn viên nói cách khác hắn cần 6 viên luyện khí tinh ngọc màu vàng mới có thể đặt tới võ thế đạn viên mãn sau viên luyện khí tinh ngọc màu vàng cần 3 vạn con sâu xám lớn đổi thành luyện khí tinh ngọc màu đỏ thì cần 18 viên cũng chính là hai vạn năm con sâu xám lớn nếu là luyện khí tinh ngọc màu lam thì cần 54 viên đó chính là hai vạn một con sâu xám lớn trên lệch giá của ba loại là rất bình thường dẫu giao phẩm chất khác nhau thời gian có thể tiết kiệm để tu luyện cũng khác nhau huống hồ giá trên lệch không quá đáng nhưng chính là đều quá đắt tim của chu phàm thắt lại lúc trước hắn từ liên mạch đoạn trùng kích đến võ thế đoạn cũng chỉ cần nhất khí đang có giá một vạn sáu ngàn con sâu xám lớn không ngờ tu luyện võ thế đoạn lại tăng trưởng gấp đôi cảm thấy thắt đúng không triệu nhã trúc cười lạnh nói nhưng ta không hề cho giá trên trời mà là đưa ra giá đầu nếu ngươi cảm thấy đắt hoàn toàn có thể câu cá để đạt được có điều mặt sông chỗ này chỉ có luyện khí tinh ngọc màu đỏ muốn có được luyện khí tinh ngọc màu vàng chỉ có thể tiếp tục đi tới hơn nữa ngươi câu cá sẽ phát hiện cho dù vận khí của ngươi siêu tốt mỗi lần đều câu lên tinh ngọc màu vàng cũng chỉ rẻ hơn chỗ ta một thành mà thôi chu phàm nhíu mày loại giao dịch này triệu nhã trúc là không thể nói dối nói cách khác hắn muốn đạt được tinh ngọc màu vàng sẽ phải trả giá không trên lệch mấy thấy chu phàm không lên tiếng triệu nhã trúc lại nói trước tiên phải nói rõ ta sẽ không bán cho ngươi từng viên muốn ngươi mua 10 viên ngươi khẳng định không chịu dẫu sao ngươi ở võ thế đoạn cũng không dùng được nhiều như vậy với lượng chân khí của ngươi mà tính. Ở võ thế đoạn cần 6 viên luyện khí tinh ngọc màu vàng, vậy một lần 6 viên luyện khí tinh ngọc màu vàng hoặc 18 viên màu đỏ hoặc 54 viên màu lang. Triệu Nhã Trúc đã phá hỏng ý định mua từng viên của Chu Phàm. Nếu có thể mua từng viên, vậy chắc chắn áp lực của Chu Phàm sẽ giảm xuống rất lớn. Hắn chỉ cần mua hai viên luyện khí tinh ngọc màu vàng tiến vào võ thế trung đoạn để giải quyết sự khẩn cấp của hắn. Sau đó lại chậm rãi nghĩ biện pháp. Nhưng Triệu Nhã Trúc nói không bán lẻ. Đây chắc chắn là muốn một lần áp bức hết sâu xám lớn của chu Phàm. Một viên luyện khí tinh học màu vàng đắt như vậy vì sao không bán lẻ? Chú Phàm nhíu mày biết rõ còn cố hỏi. Hiện tại ta sâu xám lớn của ta cộng thêm của tiểu nha đầu nhà ta, một lần cũng không lấy ra được ba vạn con sâu xám lớn. Ngươi là không muốn bán a. À. Chương 1441. Cà Hiệp. Sắc mặt Triệu Nhã Trúc lạnh lùng, có sinh ý sao có thể không làm? Không bán lẻ là không thích về phần sâu sám lớn của ngươi không đủ đó là chuyện của ngươi ta cũng không đòi không của ngươi bán lẻ thì sao sắc mặt chu phàm hơi trầm xuống nói ta sẽ không bán lẻ ngươi có thể không mua triệu nhã trúc tạm dừng một chút cười lạnh nói ta nguyện ý bán cho ngươi đã là tốt lắm rồi kỳ thật trong lòng ngươi hiểu rõ vì sao ta không bán lẻ ngươi hỏi tới hỏi lui cũng vô dụng đây là cố ý làm khó chu phàm cảm thấy có chút đau đầu kỳ thật cho dù hắn có ba vạn con sâu sám lớn cũng không nỡ một lần lấy ra toàn bộ để mua luyện khí tinh ngọc màu vàng dù sao cũng phải để lại một chút cho tiểu nha đầu triệu nhã trúc ngươi đừng quá đáng thực phù thấy chu phàm bị làm khó sắc mặt nàng lạnh lùng nói qua đang thế nào loại chuyện mua bán này trước nay là ngươi tình ta nguyện trên mặt triệu nhã trúc mang theo nụ cười đắc ý nói đừng chấp nhặt với nàng chu phàm bảo thực phù đừng tức giận hắn lại nhìn triệu nhã trúc hỏi đi tới sử dụng cần câu gì thì có thể câu lên luyện khí tinh ngọc màu vàng một lần có thể câu lên bao nhiêu viên? Nếu ngươi không muốn đáp miễn phí, ta nguyện ý thanh toán thủ lao trả lời câu hỏi. Đây là hai người đã ước định trước, Triệu Nhã Trúc cũng không thể không trả lời, Triệu Nhã Trúc liếc Chu Phàm một cái nói, vấn đề này đều cũng không đáng giá. Ta có thể nói với ngươi có thể miễn phí, đi tới dùng cần câu tài liệu đỏ hoặc là cần câu tùy cơ xám đều có thể câu lên luyện khí tinh ngọc màu vàng. Tần câu đỏ rực nếu câu lên luyện khí tinh ngọc màu vàng là khoảng 2 viên đến 3 viên, cần câu xám động cũng vậy có điều ngươi cũng biết xác suất của cần câu xám động sẽ thấp hơn rất nhiều thì ra là cần câu đỏ rực trúc phàm có chút kinh ngạc hắn vốn đang cho rằng sẽ là cần câu tím nhạt đại biểu cho dược vật sở dĩ hắn cho rằng như vậy là vì luyện khí tinh lọc là một loại tinh thạch có thể hấp thu tù luyện có chút tương tự với tài nguyên như đan dược đó là bởi vì nó là tài liệu nguyên thủy chưa gia công cần câu đỏ rực vốn dùng một số đón tài học khoáng thạch làm chủ triệu nhã trúc tùy ý giải thích một câu lại hỏi ngươi thật sự muốn cược phận khí à sau khi đi tới trăm mét một lần câu là cần một phạn sáu màn con sâu xám lớn ngươi phải nghĩ cho kỹ đó ngươi đã không chịu bán lẻ ta chỉ có cực phận khí chu phàm bình tĩnh nói người nên cân nhắc nghiêm túc là ngươi ngươi không chịu bán lẻ có khả năng đến lúc đó một con sâu xám lớn cũng không kiếm được lông mày thô triệu nhã trúc nhíu lại nàng thấp giọng nói ta không tin vận khí mỗi lần của ngươi đều tốt như vậy ta kiên trì không bán lẻ dùng đầu óc của ngươi mà nghĩ đi lần trước ngươi nói như vậy đã xảy ra chuyện gì lần trước ngươi nói như vậy lại phát sinh chuyện gì chu phàm hừ một tiếng nói hỏi lại ngươi một lần nữa có bán lẻ không nếu không chịu vậy giúp ta để thuyền đi tới 100 mét sắc mặt triệu nhã trúc trở nên âm tình bất định nàng rất dối rắm nếu không bán lẻ nếu chu phàm thực sự sẽ giống như lúc trước vận khí phát nổ câu lên luyện khí tinh ngọc màu vàng vậy sẽ tổn thất một vạn đến một vạn năm con sâu xám lớn nhưng nếu bán lẻ ý đồ thông qua tài nguyên tu luyện áp bức chu phàm sẽ giảm hiệu quả thấp nhất hai viên luyện khí tinh ngọc màu vàng nếu ngươi thế này cũng không chịu, ta có thể giúp ngươi để thiền đi tới. Cho ngươi tự câu cá." Triệu Nhã Trúc nói. Triệu Nhã Trúc thật sự có chút sợ rồi, vận khí của Chu Phàm tốt tới đáng sợ, nàng Hoài Nghi Thiền vở cần câu đang giúp Chu Phàm, so với chắp tay tặng những dâu sám lớn này cho truyền vở cần câu, còn không bằng nàng lui một bước lấy được tới tay. Một vạn con sâu sám lớn đối với nàng ở mặt sông chỗ này mà nói cũng không phải con số nhỏ. Chu Phàm mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn sắc mặt như thường nói. Ngươi đã chịu nhiều một bước vậy ta cũng nhường một bước ta muốn hai viên luyện khí tinh ngọc màu vàng không cần câu cá tất nhiên là tốt nhất dẫu sao hắn trước kia vận khí lui không tồi dường như muốn cái gì là sẽ có cái đó nhưng đây trung quy vẫn là dựa vào vận khí và nhất một cần hạ xuống câu lên không phải luyện khí tinh ngọc màu vàng vậy tổn thất này sẽ là hơn một vạn sáu màn con sâu xám lớn đến lúc đó hắn muốn tiến vào võ thế trung đoạn vậy sẽ không dễ dàng nữa cho nên có thể làm chuyện không dựa vào vận khí thì đừng làm cờ bạc không có tương lai hắn vừa hay cần hai viên luyện khí tinh ngọc màu vàng để tiến vào võ thế trung đoạn chương một nghìn bốn trăm bốn mươi hai tả hiệp hai sắc mặt triệu nhã trúc không dễ nhìn nhưng nàng vẫn xua tay đưa tới quả cầu lưu ly của chu phàm nàng nhẹ nhàng vạch một vòng trên quả cầu lưu ly quả cầu lưu ly xuất hiện một lỗ tròn vô số sâu sám lớn từ trong đó bay lên biến mất trước mắt chu phàm cho đến một vạn con sâu sám lớn triệu nhã trúc để quả cầu lưu ly khôi phục nguyên trạng nàng lại từ trong hộp đựng luyện khí tinh ngọc lấy ra hai viên luyện khí tinh ngọc màu vàng giao cho chu phàm chu phàm tiếp nhận luyện khí tinh ngọc màu vàng trong lòng rất cao hứng khé là tiến vào võ thế trung đoạn sẽ không còn là vấn đề Nhít tới đúng là đáng thương rõ ràng thiên phú của ta ở trong rất nhiều thiên tài cùng thế hệ đều là số một số hai nhưng mỗi lần đều là thời gian không đợi người không thể chậm rãi tu luyện chỉ có thể dựa vào ngoại vật để thăng cấp thiên phú tốt như vậy đều lãng phí chu phàm thu hồi luyện khí tinh ngọc màu vàng trong lòng có chút thổn thức nghĩ ngươi đừng cao hứng quá sớm ngươi chọn là con đường khó đi nhất cho dù ngươi có thể nhờ vào luyện khí tinh học để hoàn thành tu luyện võ thế đoạn nhưng lúc này sâu sám lớn đều bị ngươi xài hết rồi võ thức đoạn sẽ thế nào triệu nhã trúc dội nước lã nói tài nguyên tu luyện của tiểu gia hỏa lại giải quyết thế nào ta khuyên ngươi hay là đừng ngoan cố như vậy để tiểu gia hỏa đồng ý phương án ký sinh của ta trong lúc này tài nguyên tu luyện của tiểu gia hỏa sẽ do một mình ta gánh chịu tực phù bị nói có chút động lòng nhìn chu phàm nàng không muốn liên lụy chu phàm. chu phàm cười lạnh nói, ngươi đừng có hòng. cho dù tiểu nha đầu lén lút đạt thành hợp đồng với ngươi cũng vô dụng. bởi vì không có ta ở giữa truyền cho, ngươi cũng không đưa được cho tiểu nha đầu. hơn nữa một khi các ngươi đạt thành hợp đồng, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội phụ thân ở trên người ta. sắc mặt triệu nhã trúc hơi trầm xuống, trong lòng thực phù bỗng dưng có chút vui vẻ. nàng biết hắn là bởi vì quan tâm nàng mới không cho nàng đi mạo hiểm như vậy, nhưng nàng lại có chút lo lắng, bởi vì vấn đề thủy chung vẫn chưa được giải quyết. Tiểu nha đầu, Chu Phàm xa đầu thực phù cười nói, không cần lo lắng tới vấn đề tài nguyên tu luyện, không phải là sâu sám lớn thôi sao? Hiện tại không có nhiều, nhưng chúng ta chậm rãi tích chữ, rồi sẽ nhiều lên. Căn bản không cần mạo hiểm như vậy. Chỗ ta còn có một vạn con sâu sám lớn, hiện tại ngươi cần thăng cấp không? Nếu cần, vậy một vạn con sâu sám lớn này, Chu Phàm có thể không chút do dự bỏ ra trên người thực phù. Chu Phàm rất hiểu một đạo lý, ngươi nữ nhi chính là phải tốn rất nhiều tiền giá vốn để nuôi nữ nhi là rất cao chu phàm đương nhiên sẽ cảm thấy áp lực cùng lắm thì chờ làm xong chuyện lớp chữ giáp hắn sẽ nỗ lực nghĩ cách đạt được sâu sám lớn ta tạm thời chưa cần tực phù lắc đầu nói công pháp vào tài nguyên kháng kích đoạn lần trước nàng cho ta vẫn chưa dùng hết hiện tại chỉ là kháng kích trung đoạn nhưng vậy cũng sắp rồi tối đa một tháng nữa là tiểu gia hỏa có thể kháng kích đoạn viên mãn triệu nhã trúc cố ý nát lời nhanh như vậy à trong lòng chu phàm thắt lại hắn cười hượng một tiếng nói như vậy rất tốt đến lúc đó ta có thể truyền cho tiểu nha đầu thân pháp cấp thuần di về phần tài nguyên tu luyện mà tốc độ đoạn cần vậy cũng phải chuẩn bị đừng để chuyện tới trước mắt lại không lấy ra tài nguyên tiểu nha đầu cần đến lúc đó tôn nghiêm của phụ thân ở đâu chúc phàm thầm nghĩ trong lòng chúc phàm bắt đầu cảm thấy thì ra nuôi nữ nhi là một chuyện không dễ dàng như vậy cha mẹ thiên hạ đều không dễ dàng không đúng là phụ thân thiên hạ đều không dễ dàng mẫu thân đó của tiểu nha đầu không đúng ta không thể thừa nhận tiểu nha đầu có mẫu thân thế này quá mất mặt chu phàm nghĩ ngợi lung tung ở trong lòng lại ăn ủi tiểu nha đầu một phen sau đó đi tu luyện một thoáng đã bị đưa ra khỏi truyền nhưng thực phù chưa đi nàng bị triệu nhã trúc giữ lại ngươi giữ ta lại làm gì thực phù lạnh lùng nói triệu nhã trúc hơi nhớ mày hỏi tiểu gia hỏa ngươi không phải là đang dùng quan hệ huyết thống lợi dụng chu phàm giúp ngươi thăng cấp chiếu. nếu đúng ngươi nói cho ta biết cũng không sao ta sẽ giúp ngươi sắc mặt thực phù lập tức trở nên lạnh lùng ngươi coi ta là gì ta cần làm loại chuyện hèn hạ này sao hắn là cha ta thực phù nói đến đây mặt có chút đỏ lên triệu nhã trúc cảm thấy rất thú vị với sự hiểu biết của nàng đối với thực phù thực phù chắc sẽ không làm loại chuyện này nàng lại nói ngươi thật sự không cân nhắc đáp ứng điều kiện của ta sao triệu nhã trúc đang nói tất nhiên là về chuyện ký sinh thực phù không ngờ triệu nhã trúc vẫn chưa từ bỏ nàng hơi nhíu mày Chương 1443. võ thế trùng đoạn. Ngươi đừng lo lắng ngươi đáp ứng rồi Chu Phàm lại không đáp ứng. Nếu ngươi đáp ứng, ta lấy ra đồ tốt, chẳng lẽ hắn có thể cự tuyệt đưa đồ cho ta sao? Ngươi chính là nữ nhi của hắn. Triệu Nhã Trúc khuyên, rất nhanh chỉ lại lắc đầu nói, "Ta không thể đáp ứng ngươi. Bởi vì hắn không đồng ý, nếu ta đáp ứng ngươi, hắn sẽ thương tâm. Ngươi còn biết cân nhắc tâm tình của hắn." Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng nói, đúng là một nữ nhi tốt. Trúc Phàm tỉnh lại, hắn trước tiên thực hóa hai viên luyện khí tinh ngọc màu vàng, tinh ngọc màu vàng mang theo hơi ấm áp. Trúc Phàm quan sát một chút rồi cất đi. Phương pháp sử dụng tinh ngọc màu vàng này Triệu Nhã Trúc đã nói với hắn rồi. Hắn nhíu mày, có chút phiền não, bởi vì tài nguyên của hắn vốn một mực ở vào trạng thái giật gấu vá vai, hiện tại lại có thêm một nữ nhi, đương nhiên ngoài phiền não ra hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Sau khi cân nhắc một chút tương lai nên phát triển như thế nào, Chu Phàm mới rời rừ rửa mặt một phen, lại cẩn thận ngụy trang thành trạng thái trước kia, chỉ cần đại khảo chưa triệt để kết thúc, hắn phải ẩn tàng hành tung của mình. Sau khi ngụy trang xong, mới đẩy cửa ra đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, Chu Phàm không đi đâu, mà là lập tức trở lại trong phòng. Còn có hai ngày nữa là sẽ tiến hành mục võ thi thứ ba, hắn không muốn lãng phí thời gian, bởi vì ngay cả phương thức thi là hình thức gì cũng không thể biết được. Không ít thứ lúc trước hắn chuẩn bị ở thi viên xã và lôi đài thí vẫn còn, căn bản không cần đi chuẩn bị gì nữa thứ cơ bản hắn đều không thiếu, cũng rất khó chuẩn bị châm trước gì. Cho nên hai ngày này điều duy nhất có thể làm là thông qua viên luyện khí tinh ngọc màu vàng trên tay để tiến vào võ thế trung đoạn. Bất kể sẽ gặp phải dạng sát hạch vì, để thang cảnh giới chắc đều có thể mang tới tác dụng. Chu Phan đóng cửa lại, lại từ trong phù đại lấy ra mấy đạo phù lục, bày ra một phù trận phòng ngự. Sau đó lại gọi khẽ, "Tiểu Quyền." Tiểu Quyền từ trong đầu hắn chui ra, năng vẫn buồn ngủ ngáp một cái, tiểu gia hỏa này nếu không có gì làm đôi khi sẽ ngủ cho tới mặt trời lên cao mới dậy tỉnh đi chu phàm xách cánh tay tiểu quyền lắc lắc lên xuống cho đến khi trong miệng tiểu quyền phát ra thanh âm vù vù chu phàm mới ngừng lại chủ nhân buổi sáng tốt lành tiểu quyền cuối cùng cũng tỉnh táo lại nhưng nàng vẫn lười biếng nói phong thủ cho ta ta muốn chuyên tâm tu luyện chu phàm phân phó một câu lười chẳng muốn để ý tới tiểu quyền nữa mà là lại từ trong phủ đại lấy ra ngụy hải loa bởi vì hiện tại muốn tu luyện bình thường cho nên chu phàm không để nguội hải loa vào trong chữ vật chi thư hắn cầm lấy ốc biển đen xì thổi vào mũi ốc Tông thanh to rõ vang lên một vòng sóng âm màu vàng khuếch tán ra hóa thành lồng ánh sáng bao phủ chu phàm chu phàm nhìn lồng ánh sáng có phù văn đa chảy mới yên tâm nếu không có nguội hải loa ngăn cách tiếng sóng biển quái dị nguội hải truyền tới hắn căn bản không dám tu luyện công pháp nguội hải nhưng may mà mấy ngày nay việc tu luyện của hắn cũng không giống như lần đầu tiên tiến vào võ thế đạn sẽ nhìn thấy hải dương quỷ dị đó Chu Phạm lấy ra một viên luyện khí tinh ngọc màu vàng, hắn đầu tiên là khoanh chân ngồi xuống, sau đó rót chân khí trong cơ thể vào trong luyện khí tinh ngọc. Luyện khí tinh ngọc đều chân khí rót vào, dần dần hòa tan thành chất lỏng màu vàng, chất lỏng chảy trên bàn tay Chu Phạm, thuận theo cánh tay của hắn mà lan ra, chỉ là chưa tới bả vai, đã bị hút vào toàn bộ trong cơ thể. Khí tức ấm áp bao phủ huyết nhục cùng với nhân hồn trong hồn hải. Lúc này Chu Phạm mới nhắm mắt vận chuyển công pháp ngụy Hải. Tông pháp vô cùng cường hoành bắt đầu áp xúc chân khí phản kháng chạy quanh sau khi tụ chân khí lại mới bắt đầu kéo tơ bóc kén chân khí chu phàm rất nhanh liền phát hiện dưới sự trợ giúp của thể khí màu vàng ấm áp tốc độ tinh luyện chân khí của hắn là nhanh hơn trước kia rất nhiều loại tinh luyện chân khí cực nhanh này khiến cho chu phàm có chút say mê thời gian chậm rãi trôi qua nhưng khi chu phàm mở mắt ra đã là chính ngọ chu phàm giải trừ lồng ánh sáng của ngụy hải loa hắn rỗi người trên mặt hiện ra nụ cười thời gian tinh luyện chân khí của bản thân cộng thêm thời gian của luyện khí tinh ngọc màu vàng khiến không ít chân khí trong cơ thể hắn đã chuyển hóa thành chân khí có phẩm chất cao hơn. Chỉ cần đến ngày mai, hắn tin rằng sau khi dựa vào viên luyện khí tinh ngọc màu vàng thứ hai tu luyện xong, chân khí tinh luyện trong cơ thể hắn sẽ đạt tới trình độ nhất định, từ đó tiến vào võ thế trung đoạn. Chu Phàm lại bận rộn, triệt hồi phù trận, bảo điếm tiểu nhị bưng đồ ăn tới, hắn không chút keo kiệt thưởng cho tiểu quyền ba cái chân vịt. Chương 1444. Vào sơn. Tiểu quyền ăn ngon lành, qua giận một ngày phải hộ pháp cho Chu Phàm cũng lập tức tan thành mây khói buổi tối tiến vào khôi hà không gian trừ trao đổi tình cảm một chút với nữ nhi ra không có đại sự gì phát sinh nháy mắt lại bắt đầu một ngày mới ngày hôm sau chu phàm vẫn tu luyện như hôm qua cho đến chính họ mới dừng lại hắn mở mắt nhì lồng ánh sáng sóng âm nguội hải loa hình thành nhớ mày hắn đã thuận lợi tiến vào võ thế trung đoạn tinh luyện chân khí của luyện khí tam đoạn là một loại biến đổi về chất lượng biến dẫn tới chỉ cần số lượng chân khí tinh luyện đạt tới trình độ nhất định sẽ nước chảy thành sông thuận lợi thăng cấp Trúc Phàm bước vào võ thế trung đoạn chính là tình huống như vậy, nhưng cho dù sớm có chứng minh, lúc trước hắn vẫn có chút lo lắng khi phá cảnh thăng cấp sẽ lại bị tiếng sóng biển đặc biệt đó của Ngụy Hải xâm nhiễm. Nhưng may mà tất cả đều thuận lợi. Chân khí chưa tinh luyện và chân khí đã tinh luyện rồi cơ thể hỗn hợp với nhau, khiến cho chân khí biến thành cường đại hơn. Trúc Phàm lặng lặng cảm nhận biến hóa của thân thể, sau khi hắn giải trừ quang quyền của Ngụy Hải Loa, không vội rút phủ trận, mà là đứng lên vận chuyển công pháp. Hắn rút đao gì ra, có thế đặc biệt không nhìn thấy lượn lờ trên đao gì đao gì chấn động ong ong chu phàm sử dụng là loại biến hóa thứ hai của ngụy hải thế nhưng trừ có khí thế đặc biệt thuận theo đao gì lăn về phía trước ra thì không nhìn thấy quá nhiều biến hóa Chú phàm không cảm thấy bất ngờ hắn nhìn tiểu quyền một cái tóc tiểu quyền lập tức dựng đứng nhìn giống như một cái lược nàng điên cuồng lắc đầu không được ngươi nghĩ nhiều rồi ta không phải muốn dùng thí nghiệm võ thế mới của ta Chú phàm cười nói ngươi phân ra một tiểu tiểu quyền đi vậy cũng không được ngươi đừng hòng lấy tiểu tiểu quyền của ta ra làm vật thí nghiệm tiểu quyền lắc đầu có điều tóc dựng đứng lên đã rủ xuống cơm chiều cho ngươi thêm một chân vịt chu phàm đưa ra điều kiện hai chân vịt sắc mặt tiểu quyền ngưng trọng có kèm mặc cả một nếu ngươi không chịu ta sẽ ở bên ngoài tìm một vật nhỏ về thí nghiệm chu phàm không muốn lại tàng môn oai phong có kèm mặc cả này được lan ra vậy một cái cũng được tiểu quyền vội vàng sửa miệng sau đó một sợi tóc của nàng tách ra hóa thành tiểu tiểu quyền tiểu quyền bảo tiểu tiểu quyền lao lên mặt bàn sau đó đứng yên bất động chu phan chém một đao xuống tiểu tiểu quyền lúc đao chém xuống thế đặc biệt sắc bén tảng ra bao phủ tiểu tiểu quyền Ầm, ừ, thân thể của tiểu tiểu quyền lập tức co rút lại có vô số chất lỏng màu đỏ từ trên thân thể bồng bình bay ra rồi nổ tung ngưỡng một góc mặt bàn thành máu máu tiểu tiểu quyền trực tiếp hóa thành tóc tiểu quyền sợ tới mức run rẩy võ thế này không khỏi quá khủng bố rồi chu phàm cũng có chút kinh ngạc loại biến hóa thứ hai này của ngụy hải thế là huyết bộc châu di chép của công pháp ngụy hải ở ngụy hải có một khu vực bất kể sinh linh nào tiến vào bên trong tất cả máu của thân thể đều sẽ không kìm được mà toàn bộ chui ra khỏi thân thể giống như thác nước chút xuống vậy không có ngoại lệ ngụy hải huyết bộc là khu vực nguy hiểm mà mỗi một tu sĩ tiến vào bên trong đều cực lực tránh khỏi chu phàm nhìn máu phân tán đó sắc mặt nghiêm lại ngụy hải thế huyết bộc không khỏi quá nguy hiểm một khi sử ra nhất định phải phân sinh tử không thích hợp cho sử dụng so đấu giữa võ giả phải dùng cẩn thận để tránh tạo thành mộ xác. Một đêm không có đại sự. Sáng sớm hôm sau, trải qua một phen ngụy trang, Chu Phàm ngồi xe ngựa đến thư viện. Trước cửa thư viện đã sớm người đông nghỉ nhịp Kỳ thật thi chỉ có người chính thí sinh, nhưng sau khi mục võ thí cuối cùng của lớp chữ giáp kết thúc sẽ quyết định ai có thể tiến vào lớp chữ giáp. Loại đại sự này tất nhiên rất được chú ý. Có thế lực lớn nhỏ của Cao Tượng Thành, cũng có học sinh thư viện hoặc là thí sinh tham gia lớp chữ giáp khóa này bị đào thải. Bất kể là như thế nào, người ở trước cửa thật sự quá nhiều. Đủ loại người, có một số thí sinh thậm chí để tránh bất ngờ không lập tức xuống xe. Chu Phàm làm ngụy trang, hắn trực tiếp từ trong xe đi xuống, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thư viện phái người di hộ trật tự, đối với mục võ thi thứ ba sắp tới. Bất kể ai hỏi đều không trả lời. Trên thực tế trừ ba vị quan chủ khảo, người của thư viện cũng không biết mục võ thi thứ ba sẽ tiến hành thế nào. Bọn họ chỉ tham dự vào một bộ phận công tác bố trí đang tức là những công tác bố trí này phân tán cho mỗi cá nhân cụ thể cũng khác nhau bọn họ cũng bị yêu cầu lập quỷ thệ không thể trao đổi với người khác về việc này từ đó hót nhặt ra tình huống cụ thể của đề chi chương 1445 vào sân 2 trước cửa ồn ào nốn nháo chú phàm xen lẫn trong đó nghe thấy đều là thảo luận về mục võ thi thứ ba sẽ thi khảo gì cùng với 19 thi sinh ai có thể từ trong đó trổ hết tài năng cho tới hiện tại cũng chỉ có chú phàm có văn thí thi việt giã lôi đài thí đều là hạng nhất có khả năng rất lớn tiến vào lớp chữ giáp thí sinh đều có một chút nguy hiểm trúc phàm này thật sự lợi hại có thể đứng nhất ba hạng lực ép đệ tử ưu tú của thư viện phật tự cái ra trúc phàm này là xuất thân gì thân phận trước mắt đã biết được là thiên tài được nghi lan ti bồi dưỡng sâu hơn thì không biết trúc phàm cũng chưa chắc có thể tiến vào lớp chữ giáp có người đồ kỵ nói các ngươi đừng quên ba mục võ thí đều là hình thức đào thải nếu hắn ở một cuối cùng bị đào thải thậm chí là giết chết thành tích trước đó cũng thành vô dụng. Nói cũng đúng. Vài người bên cạnh cũng ngật đầu đồng ý. Chu Phàm nhíu mày tránh ra. Cũng có người thảo luận về 19 thí sinh trong đám người, nhưng thảo luận nhiều nhất chính là hắn hạng nhất ba mục. Hiển nhiên hiện tại tất cả mọi người đều biết tên của hắn. Áp lực nổi tiếng về gớm thật. Chu Phàm thở dài một tiếng, nếu không phải vì vị trí khôi thủ, hắn khẳng định không muốn nổi danh như vậy, bảo trì thành tích có thể tiến vào lớp chư giáp là được rồi. Rất nhanh cửa lớn thư viện mở ra, có ba giáo tập từ trong đó đi ra. Một người hô, thí sinh tham gia đại khảo lớp chữ giáp có thể tiến vào trường thi. Người của thư viện lập tức tách ra một lối đi bộ, cách ly người không phận sự. Dưới tình huống nhiều người như vậy, không ai dám tùy tiện gây sự, thậm chí lên tiếng oán giận cũng ít vỏi không có mấy. Bởi vì lần trước ngày lôi đài thí mở ra, không ít người đều nhìn thấy cảnh võ giả của Nghi Loan Ti bắt người gây sự đi. Nhân số hiện tại so với ngày hôm qua thì đông hơn rất nhiều. Nhưng võ giả Nghi Loan Ti khẳng định cũng xen lẫn trong đó thật sự cả gan gây sự, cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Lối đi bộ tách ra. Rất nhanh có thí sinh đi qua, lấy ra huyền quang ngọc phủ, thẻ thi có thể chứng minh thân phận, có được cơ hội tiến vào. Cũng có mấy thí sinh ngụy trang như chu phạm. Giáo tập chỉ nhận tín vật không nhận người. Bởi vì đây chỉ là sàng lọc bước đầu mà thôi, sau khi đi vào trước khi thi khẳng định sẽ lại tiến hành xác minh thân phận. Sau khi chu phạm thấy có 5-6 thí sinh đi vào, hắn mới từ trong đám người chui ra, giao vật chứng minh cho giáo tập, sau khi giáo tập kiểm tra đơn giản phát hiện là chu phàm trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc sau đó trả đồ giới khách khí với chu phàm ngươi có thể đi vào chu phàm có khả năng rất lớn sẽ tiến vào lớp chữ giáp mà mỗi một võ giả tiến vào lớp chữ giáp đều là tiền đồ rộng lớn giáo tập này tất nhiên phải khách khí chu phàm cất đầu bỏ vào trong phù đại sau khi hắn tiến vào thư viện đi tới quảng trường hắn cười mặt nạ ra người giảm xuống thí sinh trong quảng trường rất nhanh đã tụ tập đủ trong những thí sinh này tất nhiên không thiếu người quen bởi vì không biết nội dung sát hạch sự chuẩn bị của mỗi người đều không giống nhau có người thậm chí giống như lần trước tham gia chi việt xã vậy mang theo một lượng lớn vật phẩm tiến vào quảng trường thư viện hạc nhất minh của phi hạc huyện hạc gia mang theo hai thùng gỗ cao bằng hắn tới cũng có ba bốn thí sinh đeo bọc rất to chu phan chỉ mang theo một cái bọc nhỏ khóe miệng hắn giật giật xuất hiện loại tình huống này hắn cũng không bất ngờ kỳ thật thứ hắn mang cũng không ít có điều đều đặt trong chữ vật chi thư mà thôi chu đại ca Lý Trùng Nương xem như là một đám vàng muộn nhất, vẻ mặt thoải mái cười nói. Trạng thái của Trùng Nương rất tốt, không khẩn trương như ta. Chu Phàm cười khổ một tiếng ở trong lòng, nói chuyện với Lý Trùng Nương, có không ít tầm mắt như có như không quét tới. Chu Phàm hiểu, có một số tầm mắt là chú ý Trùng Nương, nhưng phần lớn là chú ý tới hắn. Sau lôi đài thí, Chu Phàm đã khiến tất cả người đều có ấn tượng. Chu Phàm phát hiện trải qua trị liệu hơn một ngày, những người đã bị thương ở lôi đài thí như chú thâm thâm nhất hành đều không có bất kỳ trở ngại gì. Rất nhanh ba vị quan chủ khảo đi lên đài bạch ngọc. Tâm mắt của tất cả thí sinh đều nhìn về phía ba vị quan chủ khảo, chờ bọn họ công bố đề chi của hạng mục võ thí cuối cùng. Trọng Điền nhìn thí sinh dưới đài cao, trầm giọng nói: "Trước tiên xác minh thân phận của tất cả thí sinh. Các giáo tập tản ra làm việc, kiểm tra thân phận của thí sinh đang xếp hàng. Kiểm tra thân phận của người chính thí sinh cũng không có gì khó khăn, rất nhanh đã kiểm tra xong, toàn bộ đều thuận lợi thông qua kiểm tra." Trọng Điền lại vẫy vẫy tay nói: bày trận. Chương 1446. Voi ngồi dưới đất. Một bên đài bạch ngọc có năm giáo tập bắt đầu bận rộn, dán từng đạo phù lục lên sàn. Đợi tới khi mấy chục đạo phù lục dựa theo phương vị nhất định được dán trên mặt đất, năm giáo tập lui ra, phù lục tỏ ra bạch quang lưu hòa, bạch quang hình thành một vòng tròn. Không ít thí sinh đều nhận ra, đây là một phù trận truyền tống cự ly ngắn. Ba người trọng điền đã từ trên đài bạch ngọc đi xuống, Chu trì bạch tượng tự viên hải chắp tay trước ngực đi vào trong phù trận rất nhanh đã biến mất trước mắt tất mọi cả người thì sinh dê tiến vào trong phù trận cho ta trong điên mở miệng nói 19 thí sinh đều đi đến phù trận chu phàm cũng ở trong đó hắn thấp giọng nói với lý trùng ngương cẩn thận một chút cho dù là thư viện cũng phải bảo trì cảnh giác nên có dẫu sao có thể vừa ra khỏi phù trận là cuộc thi sẽ bắt đầu chu phàm và lý trùng ngương trước sau đi vào phù trận sau một trận cảm giác chóng mặt trời đất quay cuồng Chu Phàm đứng vững lại, tay hắn sớm đã đặt trên chuối đao. Đợi nhìn thấy thí sinh cùng truyền tống ra với hắn và Viên Hải đi vào trước tiên thì tâm thần hơi thả lỏng. Chu Phàm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một địa vực hoang vu, trên mặt đất sinh trưởng một số cỏ dại ngắn nhỏ, không có tạp lâm rừng hỗn tạp. Rất nhanh hắn phát hiện nơi này cách thư viện cũng không xa, nếu đi về, cho dù là tốc độ đi bộ bình thường, cũng chỉ mất 15 phút là có thể tới nơi. Kỳ thật điều này không kỳ quái, phù trận truyền tống này cũng không thể truyền tống cự ly quá xa, về phần muốn thực hiện truyền tống cự ly xa vậy cần giá vốn rất kinh người ít nhất không phải võ giả bình thường có thể sử dụng được chu phàm biết khẳng định có nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy chu phàm phát hiện trừ thí sinh và viên hải gia trong hoàng địa cách mỗi một đoạn cự ly có thể thấy một người đó là giáo tập thư viện phái tới trước các giáo tập đứng yên nếu không phải nhãn lực đủ tốt con tưởng rằng là gỗ hoặc bù nhìn ở xa hơn thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen mơ hồ có khoảng 36 người. Trúc phàm có chút khó hiểu, từ những giáo tập này cho thấy, mục võ thí thứ ba này căn bản khó có thể nhìn ra được rốt cuộc phải chi gì. Nhưng thư viện phí tâm tư lấy lút mang bọn họ đến đây, hẳn định là vì mục võ thí thứ ba không thích hợp thi ở thư viện. Một cuộc thi cần không gian rộng lớn sẽ là gì. Ngay khi Trúc phàm đang suy tư, Trọng Điền và Trương Lý lão thái gia cũng từ trong phù trận đi ra. Quang mang phù trận nơi này lập tức ảm đạm, Trọng Điền bấm tay búng một cái, phù trận lập tức bốc cháy kỳ thật trọng điền cho dù không thiêu hủy phù trận phù trận này cũng triệt để phế bỏ rồi viên hải từ phù trận đi ra trước sau đó là trọng điền và trương lý lão thái gia đoạn hậu hiển nhiên là vì để trong trường 19 thi sinh phòng ngừa xuất hiện bất ngờ trọng điền không vội nói chuyện với 19 thi sinh mà là nhìn trương lý lão thái gia có thể bắt đầu rồi thanh âm trầm thấp khàn khàn của trương lý lão thái gia chậm rãi khuếch tán trong không trung truyền vào trong tay mỗi người nơi này các giáo tập đứng phân tán đều từ trong phù đại lấy ra một đạo phù lục rắn lên vị trí dưới chân bọn họ trong nháy mắt phù lục dùng phù tuyến trắng đen rắn lên mặt đất các giáo tập lại từ trong phù đại lấy ra bình lưu ly nhỏ mở nắp bình để mặc chất lỏng đỏ tươi rơi vào trong phù lục chất lỏng nhỏ lên phù lục lập tức phát ra quang mang đỏ tươi phù tuyến to bằng ngón út từ trong phù lục nhanh chóng lan ra thành một vòng quanh phù lục nơi phù tuyến đi qua mặt đất không ngừng có từng cột quang mang màu xám dâng lên quang mang rất nhanh đã hóa thành sương mù màu xám tản ra chúc phàm nhìn sương mù giống như đã từng quen biết trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc sương mù màu xám tràn ngập tăng tụ càng nhiều sương mù cuồn cuộn ngưng tụ thành một con voi to lớn voi ngồi xuống đất phát ra tiếng voi gầm khiến cho tất cả mọi người dâng lên một loại cảm xúc bạo ngược Ta di đà phật phật châu trong tay viên hải phát ra kim quang nưu hỏa bao phủ tất cả mọi người mà những giáo tập bố trí phù trận từ sớm đã có đề phòng rời xa nơi này voi ngồi dưới đất cao mấy chục trượng mọi người đứng ở dưới chân nó lảo bé như kiến đám người đứng chờ trước cửa lớn thư viện kiên nhẫn chờ tin tức cuộc thi cũng nhìn thấy con voi từ sương mù hình thành đó là cái gì vậy có quái quyệt muốn xâm phạm cao tượng thành sao quái quyệt lớn như vậy cấp bậc khẳng định không thấp có ai biết đây là quái quyệt gì không trong đám người bão phát từng đợt tiếng thảo luận ồn ào chỉ độc có một số giáo tập thư viện ở lại trước cửa duy trì trật tự là lờ mờ biết có chuyện gì chương 1447 luyện tâm có người không kiên nhẫn đứng chờ chạy tới phía trước ý đồ điều tra tình huống cũng có người bắt đầu lui về phía sau không phải chuẩn bị mang tin tức về trong thành mà là chuẩn bị trốn khỏi nơi này quái quyệt lớn như vậy nếu thực sự là nhằm vào cao tượng thành mà đến đến lúc đó cao tượng thành cũng không biết sẽ phải chết bao nhiêu người chỉ là tu sĩ võ giả chạy tới phía trước thử điều tra tình huống rất nhanh đã bị ngăn cản cản họ lại là đội tuần tra trong cao tượng thành phía trước cấm thông hành ngươi làm trái giết không tha phòng tuyến đội tuần tra hình thành không ngừng có thanh âm nghiêm khắc lãnh khốc truyền ra trình độ võ giả của đội tuần tra cao tượng thành có lẽ không bằng cao tượng nghi loan ti phủ nhưng bọn họ có số lượng võ giả đông đảo lại có tính kỷ luật cực cao không phải võ giả bình thường có thể chống lại được các võ giả đi tìm hiểu tin tức hơi biến sắc dừng lại nhìn phòng tuyến đội tuần tra hình thành trong lòng bọn họ lờ mờ có suy đoán voi sương mù cao mấy chục chữ đó có thể là thư viện làm ra đó là mục võ thí thứ ba của đại khảo lớp chữ giáp Vân ngồi dưới đất lúc ban đầu sau khi ngưng tụ thành, chuyên gia mấy tiếng ngầm bạo ngược thì liền trở nên yên tĩnh. Thân voi từ sương mù ngưng tụ thành giống như chân thực, cái chân to như cột trời, lỗ tai hình quạt hương bổ, mũi voi hơi gấp lên đang có rũi. Quang mang ngư hỏa mà Viên Hải thông qua chàng hạt trong tay bố trí tản đi. 19 thí sinh đều vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn con voi. Bọn họ có thể cảm giác được voi này cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ, và từ xương mù hình thành dường như có sinh mệnh. Phát hiện này khiến tim không ít thí sinh đều thất lại. Chu Phàm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sương mù, hắn hơi nhíu mày, sương mù này có chút tương tự với sương mù trên thuyền, nhưng cảm giác mang tới cho hắn lại hoàn toàn khác. Sắc mặt Trọng Điền lạnh lùng nói, "Mục võ thì thứ ba rất đơn giản, các ngươi chỉ cần xuyên qua voi, ai từ trong thân voi đi ra trước thì chính là hạng nhất lần này, sau đó cứ vậy loại gì, cho ta phỏng đoán, không thể có tình huống cùng đi ra. Nếu có thì chúng ta sẽ thương lượng giải quyết." Đi xuyên qua voi là hoàn thành mục võ thi thứ ba. Các thí sinh đều ngây ra một thoáng, Đi voi lớn nhưng thân voi từ xương mù ngưng tụ thành cũng chỉ có cự ly mấy chục trượng loại cự ly này bọn họ thi triển thân pháp trong nháy mắt là có thể hoàn thành nhưng ta phải nhắc nhiều các ngươi sắc mặt trọng điền biến thành ngương trọng bên trong thân voi rất nguy hiểm một khi đi vào các ngươi đi ra có lẽ sẽ phát điên học chết bên trong rốt cuộc có gì chư lý tiểu hồ mở miệng hỏi một khi nguy hiểm như vậy dù sao các ngươi cũng phải nói cho chúng ta biết nguy hiểm là ở đâu chẳng lẽ hiện tại vẫn không thể nói sao lời nói của trương lý tiểu hồ cũng chính là điều thí sinh khác muốn biết ba người trọng điền nhìn nhau cuối cùng do trọng điền nói xin lỗi ta biết nói như vậy vẫn hoàng đường nhưng quy tắc của mục võ thi thứ ba có hạn chế chúng ta không thể tiết lộ quá nhiều với các ngươi dựa theo quy tắc có thể nói với các ngươi mục võ thi thứ ba kiểm tra không còn văn thái của các ngươi cũng không phải là tài nguyên nhân mạch của các ngươi lại càng không là cảnh giới tu vi võ đạo mà là tâm của các ngươi tâm của chúng ta Bọn Chu phàm lại ngạc nhiên, tâm của chúng ta là ý gì? Nói ngắn gọn thì đây là một hồi thí nghiệm luyện tâm. Trọng Niên trầm mặc một chút lại nói: "Một khi tiến vào bên trong, không ai có thể giúp được các ngươi. Các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, chúng ta có thể nói với các ngươi cũng chỉ có như vậy. Các ngươi có thể hỏi, nhưng nếu dính dáng tới quy tắc, chúng ta cũng không thể trả lời. Nếu không có vấn đề gì, hiện tại có thể tiến vào bên trong. Ta muốn biết, bình thường bao lâu mới có thể từ bên trong đi ra?" đỗ nay hỏi cái này thì khó nói viên hải trả lời có điều thứ chúng ta hao hết tâm huyết bố trí này tối đa có thể kiên trì đến trước khi mặt trời lặn nếu các ngươi kiên trì đến lúc đó cho dù không thể ra cũng sẽ bình yên vô sự có lẽ cũng sẽ xuất hiện tình huống các ngươi tự động từ bỏ từ bên cạnh của sương mù đi ra loại tình huống này sẽ bị xử lý là đào thải trước lúc mặt trời lặn hiện tại cách mặt trời lặn còn 4 canh giờ chúng ta có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để xuyên qua sương mù sao ngươi hỏi là ôn hiểu Trọng Điên nói: Bất kỳ thủ đoạn nào cũng được, nhưng tiền đề là các ngươi cần tiến vào trong thân voi sương mù, mà không thể đi vòng qua bên cạnh nó. Chương 1448: Luyện tâm 2. Trọng viện trưởng nói đây là nhiệm vụ luyện tâm, có nói có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vậy chứng tỏ đại đa số thủ đoạn đều không thể mang tới tác dụng thực tế gì trong thân voi, Chu Phàm nghĩ đến đây, hắn mở miệng hỏi, luyện tâm rốt cuộc muốn kiểm tra cái gì của chúng ta? Cái này thì ta cũng không biết. Trọng Điên lắc đầu nói: Bầu chi trận pháp là do chúng ta hoàn thành, nhưng thiết kế trận pháp là sư phụ ta. Mỗi một huyện đều là đề chi tương tự. Biến hóa chúng ta có thể làm chỉ là khi trận pháp hình thành, lựa chọn hình tượng của trận pháp. Bởi vì chúng ta là cao tượng huyện, cho nên chúng ta lựa chọn voi, mà huyện khác sẽ lựa chọn trận pháp hình tượng gì đều có khả năng. Về phần các ngươi tiến vào thân voi sẽ xuất hiện dạng biến hóa gì hoặc là sẽ nhìn thấy và phải tình huống gì, những cái này chúng ta đều hoàn toàn không rõ. Điều duy nhất có thể làm là chúng ta sẽ vòng đến cuối để chờ các ngươi đi ra ôn hiểu lạnh lùng nói nói cách khác nếu thánh nhân dấp tâm hại người thiết lập cạm bẫy lừa giết chúng ta ở bên trong chúng ta cũng không thể tránh khỏi đúng không các thí sinh im lặng bọn họ không ngờ ôn hiểu lại trực tiếp như vậy lông mày trọng điền nhíu lên hắn không tức giận trước lời nói chống đối của ôn hiểu mà là trấn tĩnh nói nhìn thì chính là như vậy nhưng ta không nữa ra lý do lão sư phải làm như vậy hắn muốn giết các ngươi không cần phải phí công tốn sức như vậy nhưng hắn không phải vì một hai thí sinh mà là lừa giết tất cả thiên tài đỉnh cao trăm gia lớp chữ giáp của đại ngụy lô giết tương lai của đại ngụy thì sao ôn hiểu lại lạnh lùng hỏi trọng điền bình tĩnh nhìn ôn hiểu nói cũng có khả năng này ngươi ra đề mục là sư phụ của ta nhưng đề này đã được quan gia cho phép cho nên quan gia tín nhiệm sư phụ ta nếu các ngươi thật sự bị giết quan gia cũng có trách nhiệm các ngươi không tin lão sư chẳng lẽ cả quan gia cũng không tin sao nếu thực sự lo lắng có thể tùy thời rời khỏi cuộc thi không có ai bắt buộc các ngươi tiếp tục thì cả. Ôn Hiểu im lặng không nói. Tiếp theo lại có không ít thí sinh bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề, có không ít thí sinh ý đồ dùng lời nói để khai thác nhiều nội dung hơn của cuộc thi, nhưng đáng tiếc thu hoạch rất ít gọi. Dần dần không còn thí sinh nào hỏi nữa. Được rồi, các ngươi tùy thời có thể đi vào, cũng có thể ở bên ngoài đợi thêm một lúc mới vào, thậm chí có thể không vào. Trọng Điền thấy không ai muốn hỏi, mới mở miệng nói. Có điều rất nhanh Chu Phàm lại hỏi thì sinh tiến vào bên trong có thể động thủ không? nói lại lần nữa tiến vào bên trong rồi các ngươi thích làm gì cũng được không có bất kỳ quy tắc gì trọng điền lại nói trúc phàm cảm thấy có chút tiếc nuối hắn hỏi như vậy là muốn biết thí sinh vào bên trong có thể chạm mặt nhau không nhưng trọng điền trả lời như vậy khiến hắn không dám khẳng định có chạm mặt hay không Treo lý mà nói không gian trong thân voi không lớn nếu không phải sư ngủ ngăn cách tầm mắt sau khi bọn họ đi vào sau khẳng định có thể lập tức phát hiện đối phương cho nên xác suất và phải là rất lớn nhưng đây lại là kiểm tra luyện tâm cái gọi là luyện tâm trong suy đoán của chu phàm rất có thể là khiến người ta lâm vào trong ảo tượng vô thức từ ảo tượng đi ra có thể xuyên qua thân voi cho nên sau khi bọn họ đi vào chưa chắc đã có thể động thủ nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi ba vị quan chủ khảo trọng biến lẳng lặng đứng một bên kiên nhẫn đợi quyết định của các thí sinh thi xong ta còn muốn trở về ngủ không thể cứ dây dưa ở đây. Hậu thập tam kiếm đứng dậy đầu tiên, hắn lưng đeo hộp kiếm bước vào trong thân thể voi đang ngồi đầu tiên. Sương mù cuồn cuộn, rất nhanh hậu thập tam kiếm đã biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Hắn giống như bị cắn nuốt vậy. Hậu thập tam kiếm đi vào đầu tiên, khiến tất cả thí sinh đều yên lặng. Sau đó lại có thí sinh thứ hai dán mấy đạo phù lục lên trên người mình, dưới sự bảo hộ của phù lục, vội vàng xông vào trong thân voi. Quy tắc chỉ là ai từ trong thân voi sương mù đi ra trước, người đó chính là hạng nhất mục võ thí thứ ba ngươi vào trước có yêu thế sau khi thí sinh thứ hai tiến vào trong thân voi sương mù lại biến mất trong tầm nhìn của bọn họ sương mù nồng động ngay cả trong ba thước của sương mù cũng khó có thể thấy rõ bọn họ muốn nhìn rõ thí sinh tiến vào bên trong là tình huống gì căn bản khó có thể làm được vì tiền ta không thể từ bỏ thân thể trương lý tiểu hồ có hỏa diễm đỏ thẫm hiện lên hắn nhảy vào trong sương mù a di đà phật như vậy cũng tốt tiểu tăng muốn thấy phật tâm của mình nhất hành chắp tay trước ngực cũng không có làm gì vẻ mặt nghiêm túc bước về phía trước chương 1449 tâm ta vô địch chiếu thân thâm hử lạnh một tiếng hắn liếc chu phàm một cái rút trường kiếm bên hông ra thân thể hiện lên quang mang màu xanh chậm rãi bước vào đỗ nê cười ha ha nói cú vị thân thể đỗ nê bắt đầu biến thành giống như bồn nhão hắn vừa tiến về phía trước thỉnh thoảng có giọt bùn nhỏ xuống cái gì luyện tông ta cũng muốn xem thử bên trong là tình huống gì trong băng vải của ôn hiểu có từng con trùng tử màu vàng bò ra hình thành kim tuyến dày đặc trên người hắn sau khi ôn hiểu biến mất trong sương mù lại liên tiếp có mấy thí sinh đi vào cho đến khi hạc nhất minh không chịu từ bỏ kéo hai thùng mỗ công kềnh biến mất trong sương mù hiện trường chỉ còn lại hùng phi tú lý trùng ngư chu phàm hùng phi tú có thể nhẫn lại đến bây giờ là vì đại tỷ đầu ở đây bảo hắn đừng vội nhưng hiện tại nhìn thấy người đều đi rồi hùng phi tú sớm đã hết kiên nhẫn nói đại tỷ đầu ta cũng vào đây Đi đi. Nếu gặp phải nguy hiểm có cơ hội lui lại thì lui lại, đừng cố chống đỡ." Ly Trùng Nương cười nói. Nàng bảo Hùng Phi Tú ở lại đến lúc này, là vì muốn xem sau khi người khác đi vào liệu có biến hóa khác không. Vào trước có lợi, nhưng cũng phải chịu nguy hiểm của vào trước, mà người vào sau nhìn thì sẽ tụt lại một bước, nhưng như vậy phiêu lưu phải gánh vác có lẽ sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đây là Lý Trùng Nương và Chu Phàm vừa rồi đã nhỏ giọng thảo luận. Sau khi Hùng Phi Tú có được sự cho phép, hắn đầu cũng không quay thân thể tiểu hài thấp bé dường như biến thành hùng tráng kỳ thật chiều cao của hắn không thay đổi đây chỉ là biến hóa của khí thế tâm ta vô địch hùng phi tú xì một tiếng hắn đi vào trong sương mù tâm ta vô địch khóe miệng chu phàm giật giật tính tình của hùng phi tú này quá lệch lạc rồi chu đại ca vậy ta đi trước một bước lý trùng nương cười ngọt ngào nàng dán một đạo phù lục lên trên người quang mang màu trắng bao phủ lấy nàng đi vào trong sương mù trung nương à trùng nương đi trước một bước nghe rất xui Chu Phàm cười khổ trong lòng, không có thí sinh nào cùng nhau đi vào, là vì quy tắc không cho phép cùng đi vào. Chỉ một thoáng, còn lại một mình Chu Phàm lẻ loi đứng trước sương mù. Nói thật, nếu không phải vì khôi thủ, nếu không sớm hỏi rõ, nếu không tham gia mục võ thí thứ ba, vậy sẽ xử lý như bỏ thi. Thành tích đạt được lúc đều sẽ trở thành phế thải. Dưới nhiều nhân tố như vậy cộng lại, Chu Phàm chưa chắc đã nguyện ý bước vào trong thân voi không rõ này để tham gia cái gọi là kiểm tra luyện tâm này. Nhưng có nguy hiểm tới mấy cũng không thể xuất hiện nguy hiểm toàn quân bị diệt nếu trình độ nguy hiểm thật sự cao như vậy hắn không tin sẽ không hợp lẽ thường như vậy chỉ cần tỷ đệ tử vong không vượt quá năm thành chu phàm nắm chắc mình có thể sống sót hắn không thể từ bỏ ở đây chỉ có thể giống như thí sinh khác cược một ván chu phàm quay đầu nhìn ba vị quan chủ khảo trọng điền ba người trọng điền không nói gì càng không thúc giục chỉ sắc mặt bình tĩnh chờ thân thể chu phàm đầu tiên là có tử kim quang mang hiện lên tăng thêm một tầng tử kim giáp trụ cho mình dị giáp phù văn trên giáp trụ hiện lên hắn kiểm tra các phù lục phòng ngự như ngân ngự phù mặc chu phù trên người mình một chút sau đó lại dán mấy đạo phù lục phòng ngự khác chân khí hiện lên hình thành từng tầng lồng phòng ngự chân khí sau đó thân thể của chu phàm mới biến mất đi vào trong thân voi sương ngủ thân voi ở ngoại vi còn có thể thấy từng bóng người chu phàm là dùng thân pháp cấp thân di rông vào trong thân voi sương ngủ ra mặt ba người trọng điền run lên trong 19 thí sinh chu phàm này hiển nhiên là một người chuẩn bị khoa trương nhất sau khi chu phàm biến mất trong thân voi sương mù trọng điền bấm tay búng một cái quang mang màu trắng hạ xuống sương mù sương mù cuộn trào một dòng sương mù ngưng tụ thành con số 19 đây là đại biểu cho có 19 thí sinh ở trong thân voi thủ đoạn kiểm tra như vậy là để phòng ngừa có thí sinh sử dụng một số thủ đoạn có thể qua mắt bọn họ nhìn thì là tiến vào trong thân voi luyện tâm kỳ thật căn bản không tiến vào trong thân voi mà là vòng qua đi tới bên kia cách làm này là không được cho phép sau khi xác nhận trong 19 thí sinh không có ai sử dụng thủ đoạn như vậy, ba người trọng điền mới yên tâm. Sương mù vẽ con số 19 tản ra, dung hợp lại trong sương mù. Nhìn một màn này, Trương Lý lão thái gia nhíu mày nói: "Thành nhân thiết kế đề chi như vậy để kiểm tra tâm của thí sinh, ta không phải là không thể lý giải, nhưng vì sao chỉ cho chúng ta chút quyền khống chế trận pháp kiểm tra này, nhiều hơn một chút cũng không cho?" Bằng không, nếu thí sinh gặp chuyện không may ở bên trong, chúng ta tốt xấu gì cũng có thể chiếu cố một chút, chương 1450. Trong khôi vụ tượng thân thân voi sương mù, không phải không muốn, mà là lực lượng quý anh ở hạch tâm trận pháp không dễ khống chế, với tu vi của chúng ta cũng khó có thể khống chế, một khi làm không tốt sẽ chỉ mang tới tác dụng ngược. Trong điên mở miệng giải thích nguyên do trong đó, hắn phất tay ý bảo hai giáo tập tới đây. Quý anh, trương lý lão thái gia không hỏi nữa. Trong mắt hắn lộ ra vẻ cảnh giác. Cho dù trận pháp này do thánh nhân thư viện và một số trận pháp đại sư của thư viện liên thủ thiết kế, nhưng hạch tâm của nó là quý anh, nếu không có quý anh. Trận pháp này căn bản khó có thể phát huy ra được hiệu quả này. Trương Lý Gia có được quý anh xưng là trí bảo hiếm có trên đời, kỳ thật lại chưa khai phá được quý anh quá nhiều. Bởi vì quý anh quá quan trọng, cũng bởi vì quý anh quá quỷ dị nguy hiểm. Cho dù là thư viện, Phật tự, quan gia, tỷ đệ sử dụng đối với quý anh cũng chất thấp, mà mỗi một hạng khai phá quý anh, ở sau lưng đều không biết phải trả giá đắt thế nào. Mỗi một bí thuật chung quanh quý anh đều là bí mật được các nhà tử thủ không chịu tiết lộ lên dù chỉ một chút bởi vì một khi lộ ra bí thuật của quý anh sẽ có nhiều thế gia hơn biết bọn họ nắm giữ quý anh lúc này sẽ vạp nhiều nhìn trộm hơn trương lý gia có một khối quý anh thư viện đại phật tự cũng có thể đoán được một số đại thế gia cũng sẽ có suy đoán như vậy nhưng trương lý gia chưa từng tuyên dương mình có quý anh vậy trung quy chỉ là suy đoán mà thôi không ai chỉ vì suy đoán mà chịu mạo hiểu động thủ với trương lý gia hai giáo tập đi tới các ngươi canh giữ ở phương hướng này có vấn đề gì thì lập tức báo cho chúng ta biết." Trọng Điền mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Trương Lý Lão Thái gia. Hai giáo tập đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ba người Trọng Điền đi vòng qua thân voi đi đến một đầu khác. Dưới thân voi to lớn, bọn họ như chỉ con kiến đang bò, mà hai bên thân voi đều có giáo tập canh giữ, nếu có thi sinh từ bên khác đi ra, bọn họ cũng có thể lập tức biết ngay. Ba người Trọng Điền rất nhanh đã tới đầu kia của thân voi. Đây là trung điểm của lần kiểm tra này. Bọn họ kiên nhẫn đợi chờ thí sinh thứ nhất đi ra. mấy lần dịch chuyển, Chu Phàm chạy ra khỏi sương mù máu xám chỉ là hắn không xuất hiện ở một đoạn khác của khôi vụ tượng thân, mà là xuất hiện trên một đường phố. đường phố lầu cao san sát, rực rỡ muôn màu. Chu Phàm đứng ở đầu đường huyên náo giật mình, hắn về tới thế giới hiện đại rồi sao? Ký ức của thế giới đó vẫn còn, hắn nhớ rõ tất cả chuyện phát sinh hôm nay. trên người hắn vẫn bao phủ từ kim giáp trụ, phù đục phòng ngự, phòng ngự chân khí vẫn đang phát ra quang mang nhàn nhạt bao phủ hắn nam nhân mặc âu phục đeo cả vạt nếu nhân tới mặc đồng phục đi lại vội vào không ai nhìn chu phàm ở trạng thái quái dị lấy một cái đây hiển nhiên là ảo tượng nhưng bọn họ không nhìn thấy ta ta cũng không mất đi ký ức của mình chu phàm nhìn hai tay hai tay của hắn không hề có cảm giác hư ảo hắn nhấc chân dẫm lên lòng đường chỉ là lòng đường không nứt ra như trong tưởng tượng của hắn thậm chí ngay cả tiếng vang gì cũng không có nếu không ở đây một cước bọc chân khí của hắn khẳng định sẽ dẫn cho mặt đất vỡ vụn xuất hiện một hố lõng ta không thể gây bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thế giới này Chú phàm xác nhận được một sự thật khôi vụ tượng thân muốn làm gì luyện tâm vì sao lại khiến ta xuất hiện ở đây chu phàm rụt xe thử giải trừ một bộ phận từ kim giáp trụ phòng ngự chân khí không bị nguyên rùa hoặc độc tố xâm nhiễm có điều hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi hắn vẫn duy trì bộ dạng trước đó hắn bắt đầu dọc theo đường phố vừa đi vừa quan sát hắn giống như u linh vậy cho dù đụng vào người đi đường hoặc cột đèn đường cũng sẽ xuyên qua như thường nhưng thân thể hắn không hề có cảm giác hư ảo. Loại trạng thái đặc biệt này khiến Trúc Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, có điều rất nhanh hắn không để ý tới vấn đề này nữa, bởi vì hắn cảm thấy đường phố dần dần trở nên quen thuộc. Hắn giật mình, nhìn tên cửa hàng xa lạ mà lại quen thuộc ở hai bên, hắn xác nhận đây là phố thương nghiệp đại xa. Nhà của hắn ở cách con phố này không xa. Trung ngư đừng sợ, mẹ sẽ bảo hộ ngươi. nếu tử xinh đẹp ôn như ung tiểu cô nương. Tiểu cô nương cúi đầu khóc nức nở, mắt nàng nhắm chặt, toàn thân run lẩy bẩy, Lý Trùng Nương đứng ở trong phòng, nhìn nữ tử và tiểu hài, bên ngoài truyền đến tiếng binh qua, cho dù nàng biết đây là giả, nhưng vẫn không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Đây là cố sự mà nàng không muốn nhớ lại nhất. Nhất hành xưa nay luôn trang nghiêm nghiêm túc, bất cẩu ngôn tiếu, nhưng hiện tại lại lòng đầy vui mừng. Bởi vì hắn nhìn thấy Phật,